Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 183. Người bên cạnh đứng thứ ba trong đạo quán, tên là Tuyệt Xuyên. Lúc này, ông ta nói, còn trẻ thế đã có tu vi cao siêu như vậy, xem ra cậu là một người có phước phần. Tuyệt Trần, được rồi. Với thân phận và địa vị giờ đây của cậu, tôi có thể nói cho cậu biết bên trong đạo quán tổng cộng có 7 cậu em. 30 năm trước, chúng tôi đều là trưởng lão của Hoàng Long Tông. Thế nhưng, Hoàng Long Tông đã bị người ta san bằng trong một đêm, mấy người chúng tôi đã may mắn trốn thoát. Song, chấp pháp do đối phương bày ra quá lợi hại, tu vi của chúng tôi không hiểu sao đều bị phong ấn, đến nay vẫn không thể dùng được. Chúng tôi sợ bị kẻ thù phát hiện bèn quy ẩn núi rừng, đi vào đạo quán ở, giả thành đạo sĩ. Ngô Bình kinh ngạc, có thể tiêu diệt một môn phái thì thực lực của kẻ thù chắc chắn rất mạnh. Cậu hỏi, lúc trước, tu vi của mọi người là gì? Tuyệt Trần, hồi đó, tôi là bí phủ cảnh, những người còn lại đa số đều là bí thiên hay bí phủ, chỉ có Nguyệt trưởng lão từng đạt tới bí anh và là người có thực lực mạnh nhất. Một ông lão tóc hơi đỏ gật đầu, khuôn mặt gầy gò, xem ra ông ta chính là Nguyệt trưởng lão. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi hỏi, là trận pháp gì mà có thể phong ấn tu vi của mọi người vậy? Nguyệt trưởng lão nói, trận đó tên là Trảm Tiên Trận, một loại chấp pháp cực kỳ lợi hại. Tuy chúng tôi đã chạy thoát, nhưng cơ thể đều bị nó làm cho bị thương, không thể sử dụng tu vi. Trong đầu Ngô Bình lập tức hiện lên cách giải quyết, cậu bình tĩnh nói, các vị, đợi đến khi quay về đạo quán, tôi sẽ nghĩ cách giúp mọi người. Ánh mắt Tuyệt Trần sáng lên nói với tiểu đạo sĩ, lái nhanh lên. Sau khi trở về đạo quán, mọi người ngồi trước điện, Ngô Bình đi đến trước mặt Tuyệt Trần, miệng niệm bí chú, trên đôi tay xuất hiện hai hình bát quái đang chậm rãi xoay tròn. Khi hình bát quái sáng lên, tay trái cậu vỗ lên đỉnh đầu Tuyệt Trần, tay phải lại đặt lên ngực ông ta. Tuyệt Trần cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó cảm giác có một sợi xiềng xích trong người bị phá hủy. Sức mạnh bị phong ấn đã lâu thoáng chốc tựa như núi lửa phun trào. Tóc của ông ta không gió lại bay phấp phới, một khí thế kinh người bùng nổ ra từ trên người ông ta, thoáng chốc đã khôi phục lại tu vi bí phủ. Những người khác thấy Tuyệt Trần khôi phục thì vừa mừng vừa sợ, Nguyệt trưởng lão nói, Tiểu Ngô, cậu cũng giúp tôi đi. Ngô Bình làm theo cách cũng nhanh chóng khôi phục lại tu vi cho những người khác. Đặc biệt là Nguyệt trưởng lão. Cảnh giới bí anh khá khủng bố và là người có tu vi cao nhất. Tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống cảm giác sức mạnh trong cơ thể, làm quen với tu vi rất khó mới có lại được. Ngô Bình kéo Tuyết Vũ đến trong sân nói, họ cần thời gian để thích ứng. Tuyết Vũ, cậu Ngô, cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ. Ngô Bình, thực ra, tôi lại lo một khi họ khôi phục tu vi sẽ đi tìm kẻ thù trả thù. Hồi đó họ đã không phải là đối thủ, giờ càng đánh không lại. Trên mặt Tuyết Phú cũng lộ ra vẻ lo lắng, đúng vậy, mối thù diệt môn, họ không thể nào có thể quên được. Ngô Bình, lát nữa cô chịu khó khuyên nhủ họ nhiều một chút. Hai người rảnh rỗi không gì làm, Ngô Bình bèn dạy công pháp trong kinh văn cho Tuyết Phú tiếp. Cậu vừa dạy vừa tìm tòi và nghiên cứu. Trong Tiên Vương Đồ có một đoạn là nói về bí pháp cảnh. Mà Ngô Bình cũng đã tu luyện rất nhiều bí kỹ rồi, cũng là lúc đi tu luyện bí pháp. Ngay khi muốn tu luyện bí pháp, trong đầu cậu lập tức hiện ra hai loại có thể tu luyện. Trong đó, một là ngũ hành độn địa thuật. Song, khác với phương pháp trong đầu cậu, vài điều trong kinh văn lại có thể phát huy hiệu quả của nó lên gấp mấy lần. Ngô Bình vừa có manh mối, đám người Tuyệt Trần đã đi ra khỏi đại điện, họ đồng loạt cúi người vái cậu. Ngô Bình vội vàng đáp lại, các vị tiền bối, không cần phải làm vậy đâu. Tuyệt Trần nói, Tiểu Ngô, sau này chúng tôi sẽ đền đáp lại ân tình của cậu. Hiện nay, chúng tôi phải rời khỏi đạo quán, đi làm một việc. Trong lòng Tuyết Phú lập tức hoảng sợ, vội nói, các bác định đi đâu. Tuyệt Trần cười đáp, Tuyết Phú, con yên tâm, lúc trước, các bác đi quá vội nên chỉ có thể lấy một ít tài nguyên giấu ở một nơi bí mật. Giờ các bác đã khôi phục tu vi, phải nhanh chóng tìm được chúng. Có tài nguyên thì mới đề cao tu vi lên được. Ngô Bình, sau khi tìm được tài nguyên, mọi người có thể bế quan tu luyện một thời gian ngắn trước, không cần phải vội vàng trở về. Mọi người cứ yên tâm,
cháu sẽ chăm sóc cho Tuyết Vũ. Mọi người thu dọn một chút rồi tạm biệt rời đi. Trong đạo quán thiếu vài người càng trở nên yên ắng. Kế tiếp, Ngô Bình vừa dạy Tuyết Vũ bí kỹ, vừa tu luyện bí pháp. Ngô Bình suốt ngày ở chung với Tuyết Vũ, trai đơn gái chiếc bèn nảy sinh tình cảm, cả hai cứ thế ở bên nhau. Đêm đó, hai người mới nếm trải mùi vị trai gái nên chẳng muốn dậy, một giấc ngủ tới sáng. Có điều, Ngô Bình còn phải đi xem đấu bóng rổ nên đành lưu luyến rời khỏi vòng tay ấm áp của Tuyết Vũ, ngồi xe đến sân vận động. Vừa đến sân vận động, cậu đã thấy Diệp Ngưng Băng. Có vẻ cô ta đang đợi cậu đến, cười nói, tôi còn tưởng rằng hôm nay cậu không đến ấy chứ. Có chuyện gì à, Ngô Bình hỏi. Diệp Ngưng Băng, cậu có muốn đến Học viện Hoàng gia không? Học viện Hoàng gia do Hoàng đế sáng lập, cả nước chỉ có những học sinh xuất sắc mới có cơ hội vào đó học tập. Ngô Bình hỏi, chẳng phải chỉ có Hoàng thân quốc thích như Hoàng tộc Vương Tôn mới có thể đến Học viện Hoàng gia học sao? Tôi đến đó làm gì? Diệp Ngưng Băng cười nói, xem ra, cậu cũng không biết nhiều về Học viện Hoàng gia. Trong số những học sinh mà học viện tuyển có một bộ phận là người có tư chất tu hành, đặc biệt là những ai có được túc tuệ. Ngô Bình, vào Học viện Hoàng gia thì có lợi gì? Diệp Ngưng Băng đáp, nếu trở thành một thành viên của học viện thì có thể đạt được địa vị cực cao. Chẳng hạn như, cậu mà là học sinh Học viện Hoàng gia thì chẳng mấy ai trong nước dám đụng vào cậu. Hơn nữa, bên trong cũng có rất nhiều người tài ba, có thể trở thành bạn học của họ cũng không phải chuyện xấu. Quan trọng nhất là, Học viện Hoàng gia có thể cung cấp cho cậu những tài nguyên mà cậu không bao giờ có được. Trong lòng Ngô Bình khẽ nhúc nhích, tài nguyên mà tôi không bao giờ có được. Ví dụ như, Diệp Ngưng Băng, chắc cậu không biết nhỉ, có rất nhiều ông lớn trên tiên giới để lại truyền thừa. Ai có bản lĩnh hiểu được truyền thừa họ để lại thì người đó sẽ tự động trở thành học trò của họ. Nói trắng ra là, Học viện Hoàng gia nối thẳng với tiên giới. Ngô Bình, cô có thể giúp tôi đi vào Học viện Hoàng gia. Diệp Ngưng Băng, tôi có con đường của tôi. Nhưng mà, trước lúc đó, cậu phải qua được sát hạch đã. Sát hạch gì? Ngô Bình hỏi. Thân phận trong sạch, tư chất tốt và còn phải có số kiếp. Nghe nói, cái bộ thi sát hạch kia là do tiên giới đưa ra, cực kỳ chính xác. Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào kỳ sát hạch ấy à? Cậu nghĩ sao vậy? Người bình thường dù có tư chất cao đến đâu cũng không thể nào có được cơ hội ấy. Thế nên, cậu phải thi vào Đại học Thần Kinh với tôi trước đã. Ngô Bình có chút khó hiểu, tại sao phải tiến vào Đại học Thần Kinh? Diệp Ngưng Băng, Đại học Thần Kinh tựa như bước sàng lọc đầu tiên. Nếu cả nó mà cậu cũng không thi đậu thì càng không thể tham gia sát hạch. Ngô Bình, sau nghỉ hè là có dự định riêng, sang năm mới định thi đại học. Diệp Ngưng Băng bĩu môi, những người thông minh như chúng ta, cần gì phải lãng phí thời gian cơ chứ? Cậu tham gia kỳ thi đại học năm nay luôn đi. Ngô Bình ngẫm lại thì cảm thấy có lý, vậy cũng được. Tôi nghe nói điều kiện tuyển sinh của Đại học Thần Kinh rất khó, mỗi năm chỉ tuyển 1.000 người. Thường chỉ có người đứng đầu thành phố mới có cơ hội, còn phải có được sự giới thiệu của cơ quan địa phương. Diệp Ngưng Băng nói, độ khó là rất cao, nhưng chắc điều này cũng không làm khó được cậu mà nhỉ. Ngô Bình, ừ, để tôi thử xem. Lúc này, Lâm Tôn xuất hiện trên sân nhưng cũng không có tham gia mà chỉ đứng cạnh nhìn. Ngô Bình thấy Lâm Tôn thì hỏi, chuyện lần trước, Lâm Tôn cũng tham gia. Con người Diệp Ngưng Băng lập lòe, sao cậu biết? Ngô Bình, các cô đều là người có túc tuệ, Lâm Tôn rõ ràng cũng thế. Các cô lại học chung trường nên rất có thể là cùng một đám. Diệp Ngưng Băng thở dài, đúng vậy. Thực ra chuyện ngày hôm đó, Lâm Tôn cũng tham gia. Xong, cuối cùng cậu ta lại không đến. Tại sao? Ngô Bình hỏi. Diệp Ngưng Băng, Lâm Tôn kia có lai lịch rất lớn, có lẽ trong lòng cậu ta đã có dự cảm nên dừng chân trước vực thẳm. Ngô Bình, cậu ta không đến, chứng tỏ vẫn may mắn chán. Diệp Ngưng Băng cười, đúng vậy, nhưng giờ cậu ta cũng rất thảm. Ngô Bình, hử, cậu ta thảm ư? Diệp Ngưng Băng, trận bóng rổ kia khiến cậu ta mất đi thân phận đệ tử tinh anh hạng nhất, tụt xuống hạng 2.
Tài nguyên của hạng 2 ít hơn hạng nhất cả 10 lần, cậu nói cậu ta có thảm không? Ngô Bình hơi bất ngờ, chỉ vì một trận thi đấu bóng rổ mà cậu ta đã mất đi thân phận đệ tử tinh anh hạng nhất. Diệp Ngưng Băng, cậu ta thua, chứng tỏ bị người ta đánh bại. Là một đệ tử tinh anh hạng nhất mà lại bị người không tên tuổi đánh bại, cho thấy cậu ta kém hơn cậu ở nhiều mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta ngừng một lát rồi lại nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thế lực đứng sau Lâm Tôn chắc chắn sẽ nghĩ cách lôi kéo cậu. Ngô Bình, giờ tôi đang là đệ tử của Liên Sơn Tông. Diệp Ngưng Băng, vậy thì sao, thế lực kia mạnh hơn Liên Sơn Tông nhiều lắm. Chỉ cần cậu bằng lòng thì Liên Sơn Tông cũng bó tay. Ngô Bình không tỏ ý kiến, chỉ nói tôi sẽ suy xét chuyện cậu nói. Diệp Ngưng Băng cười, sắp tới chính là nghỉ hè, cậu có rảnh thì đến Thần Kinh tìm tôi chơi nhé. Sau trận đấu, Ngô Bình lại dắt Hàn Băng Nghiên đi tham quan đến tối mời về khách sạn. Đêm đó, Ngô Bình lấy ra cái túi màu đỏ kia, bên trong bọc một miếng ngọc màu đỏ có hình em bé cỡ hai nắm tay tỏa ra ánh sáng đỏ đậm. Khi cậu vừa lấy được nó thì lập tức biết nó có giá trị cao đến không thể tưởng tượng được. Giờ mở ra, trẻ con tỏa ra ánh sáng đỏ như có sinh mệnh, lan dần từ tay cậu đến toàn bộ cơ thể. Sau khi bị ánh sáng đỏ kia bao phủ, Ngô Bình cảm thấy nó như có sinh mệnh chẳng mấy chốc đã dung hợp với thần hồn và cơ thể mình. Cậu không biết nó là cái gì, nhưng với kinh nghiệm của cậu thì thứ này cực kỳ có lợi cho mình. Ngay khi ánh sáng đỏ kia dung hợp với cơ thể cậu, miếng ngọc trong tay cũng biến thành một cục đá màu đen, mất hết linh khí. Cậu ném cục đá xuống đất, nó trực tiếp bể thành từng mảnh không còn chút giá trị nào. Ngô Bình cảm thấy hết sức khó hiểu, lẩm bẩm, rốt cuộc thì ánh sáng đỏ kia là cái gì? Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Ngô Bình tiếp tục đến sân vận động. Mấy ngày liên tục, Ngô Bình một là đi tham quan với Hàn Băng Nghiên, hai là đi xem thi đấu, nhoáng cái đã qua một tuần. Dưới sự giúp đỡ của cậu, Trung Châu đã giành được hạng nhì của giải đấu. Đây còn là trong trường hợp không có cậu nên thành tích ấy đã rất tốt rồi. Sau khi cuộc thi kết thúc, Ngô Bình quyết định rời khỏi nơi này. Trước khi đi, cậu gặp Tuyết Vũ một lần. Cô ta còn có chuyện cần giải quyết nên tạm thời không thể đi cùng với Ngô Bình. Vì thế, ngày trong hôm đó, Ngô Bình đã dẫn theo Hàn Băng Nghiên rời khỏi thành phố Tây Hải. Lần này trở về, cậu không đi máy bay hay tàu mà thi triển ngũ hành độn địa thuật. Vài tiếng đã về đến Trung Châu. Nó đi qua đi lại cực kỳ tiện khiến Hàn Băng Nghiên kinh ngạc cười hớn hở. Hai người về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy một bà lão ngồi trong phòng khách, bên cạnh còn có một đôi bố con chính là bà nội và chú Ngô Cường của Ngô Bình cùng con trai Ngô Soái của ông ta. Vóc dáng Ngô Soái rất cao, mới 15 tuổi đã cao gần bằng Ngô Bình. Cậu ta bỏ học từ lâu ra đời lăn lộn, trên tay xăm một cái đầu hổ. Ngô Cường thấy Ngô Bình về thì đứng dậy cười hỏi, Tiểu Bình về rồi à? Thi đấu sao rồi? Ngô Bình cau mày, sao các người lại ở đây? Ngô Cường cười nói, chẳng phải là do chú và bà nội nhớ các cháu quá nên mới tới đây xem sao? Kết quả chú hai quá nhiệt tình, cứ bảo chúng tôi ở chơi vài ngày. Đương nhiên là Ngô Bình không tin một câu nào của ông ta cả, hỏi, bố tôi đâu? Ngô Cường cười nói, chú hai không thoải mái nên đang nghỉ ngơi ở trong phòng. Ngô Bình không để ý đến ông ta, đi đến phòng đọc sách. Trong phòng, Ngô Đại Hưng bất đắc dĩ nằm trên giường, đầu bị băng, có vẻ là bị thương ngoài da. Ngô Bình cau mày, bố bị thương. Ngô Đại Hưng thấy con trai về thì vội vàng đứng dậy nói, Tiểu Bình, sao con về mà không báo với bố một tiếng? Ngô Bình, bố, con hỏi sao bố bị thương? Ngô Đại Hưng thở dài đáp, Ngô Soái tuổi trẻ nông nổi, không cẩn thận đẩy bố một cái. Ngô Bình híp mắt lại nói, là Ngô Soái đánh bố hả? Ngô Đại Hưng cười khổ nói, bà nội và chú con đến muốn bố sắp xếp một công việc cho chú con và Ngô Soái. Mà con cũng biết, bố đâu có quản lý công ty đâu nên đã từ chối. Kết quả, hai bên lập tức cãi nhau, bố nói hơi nặng, Ngô Soái dưới cơn tức giận đã ra tay. Ngô Bình im lặng đi ra ngoài, bước đến trước mặt Ngô Soái, lạnh lùng nói, Ngô Soái, cậu ghê gớm thật đó, dám đánh bố tôi. Ngô Soái trợn mắt,
Tuy Ngô Bình lớn hơn nhưng trước giờ cậu ta vẫn chẳng coi cậu ra cái gì, hung hăng nói, tao đánh đó thì sao? Cậu ta nói xong bèn đứng lên, cao ngang ngửa Ngô Bình, hơn nữa cơ thể cũng vạm vỡ hơn một chút. Ngô Bình nhướng mày, bố mẹ cậu mặc kệ cậu, vậy để tôi dạy cậu. Ngô Soái nổi giận, vươn tay đẩy Ngô Bình, xong, khi tay cậu ta vừa đụng vào cậu đã như bị trăm cây kim đâm vào, đau đến nỗi phải hét lên một tiếng. Ngô Bình bật dậy hỏi, tiểu soái, sao vậy? Ngô Soái vừa sợ vừa khó hiểu nói, bố, tay con đau quá, dường như có mấy trăm cây kim chui vào trong xương vậy. Đau chết con rồi, cậu ta nói xong thì nhảy cẫng lên. Ngô Cường vừa tức vừa sợ, chỉ vào mũi Ngô Bình quát, thứ lòng lang dạ sói, sao có thể đánh em trai chứ? Ngô Bình cười lạnh, rõ ràng là cậu ta đánh tôi còn chưa đánh lại thì sao lại nói là đánh cậu ta được? Đau chết con rồi, Ngô Soái vung vẩy hai tay bật khóc. Bà nội và Ngô Cường đều hoảng sợ, không biết nên làm thế nào. Ngô Bình nhàn nhạt nói, mau dẫn cậu ta đến bệnh viện đi. Đúng vậy, đi bệnh viện, Ngô Cường lập tức kéo Ngô Soái ra ngoài, bà nội lo lắng cũng vội vàng đi theo. Hàn Băng Nghiên thấy ba người kia rời đi thì lè cái lưỡi xinh xắn nói, anh Bình, bọn họ đến làm gì vậy? Ngô Bình, đừng để ý đến họ, sau này họ không dám đến nữa đâu. Cậu quay về phòng đọc sách xử lý miệng vết thương cho Ngô Đại Hưng rồi hỏi, bố, mẹ đâu? Ngô Đại Hưng đáp, đến chỗ dì út rồi. Mấy ngày nay, cơ thể dì con không khỏe nên đến chăm sóc. Ánh mắt Ngô Bình sáng lên, dì út của con về nước rồi ạ. Ngô Bình có một dì út, tên Dương Thanh Ngâm, mới 25 tuổi, nhỏ hơn Dương Quế Chi rất nhiều. Thật ra thì dì út này là cô con gái được bà ngoại Ngô Bình nhận nuôi lúc về già, không phải con gái ruột, nhưng bà ấy lại rất cưng chiều cô ấy, đến cả chị gái là Dương Quế Chi cũng cực kỳ tốt, đặc biệt là sau khi bố mẹ qua đời, Dương Quế Chi lại càng quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Mấy năm trước, bản thân bà ấy rất khó khăn nhưng vẫn nuôi em gái đi du học nước ngoài. Mấy năm trước đó dì út sống ở nhà Ngô Bình, giống như chị cậu. Ngô Đại Hưng, về được mấy hôm rồi, vì bà nội gây chuyện nên bố đã để mẹ và dì con đến ở khách sạn rồi. Ngô Bình, ở khách sạn nào ạ? Để con đi đón mẹ với dì út về. Ngô Bình hỏi được địa chỉ của khách sạn thì lái xe chở Hàn Băng Nghiên cùng đến khách sạn. Lúc họ đến khách sạn thì Dương Quế Chi và Dương Thanh Ngâm đang ở sảnh chờ cậu. Dì út, Ngô Bình nhìn thấy một cô gái trẻ mũm mĩm thì chạy qua, ôm chặt lấy cô ấy. Ui, dì út vẫn múp như ngày nào, Ngô Bình nói. Dương Thanh Ngâm véo cậu một cái, nhóc con thối, dì mập chỗ nào, có 72,5 kg thôi. Dương Quế Chi cười, nói, được rồi, hai đứa cứ gặp nhau là ồn ào. Thanh Ngâm, chị giới thiệu với em, đây là Băng Nghiên, là bạn gái của Tiểu Bình. Hàn Băng Nghiên vội nói, chào dì út, cháu là Băng Nghiên. Dương Thanh Ngâm quan sát Hàn Băng Nghiên rồi nói với vẻ mặt ngưỡng mộ, y chà, đã đẹp lại còn mảnh mai thế kia, nếu gì mà có được vóc dáng như cháu thì hay rồi. Ngô Bình, dì út, yên tâm đi, để lát về cháu bốc cho dì mấy bao thuốc, đảm bảo giúp dì lấy lại vóc dáng. Từ nhỏ hai người họ đã đấu khẩu quen rồi nên Dương Thanh Ngâm không cho là thật, còn tưởng đâu Ngô Bình đang chọc mình. Mấy người họ lên xe. Lúc Ngô Bình xếp hàng chờ lái xe ra khỏi khách sạn thì có một chiếc xe sang lái đến, tài xế nhấn còi liên tục không chịu dừng. Ngô Bình chau mày nhẹ, phía trước có xe, cũng đâu có bay qua được đâu. Cậu vốn không muốn quan tâm nhưng chiếc xe phía sau không ngừng bóp còi, đến cả Dương Thanh Ngâm cũng bực bội, nói, người phía sau thật xấu tính, bóp còi gì chứ, ồn chết đi được. Ngô Bình bình thản đáp, anh ta muốn bay. Cậu vừa nói vừa mở cửa xe, đi đến bên cửa sổ xe của chiếc xe phía sau rồi gõ nhẹ. Kính xe hạ xuống, một người đàn ông đầu chọc, cao to vạm vỡ, đeo dây chuyền vàng hằm hằm nói với cậu, gõ gì mà gõ. Ngô Bình mỉm cười, nói, nếu như anh gấp thì có thể bay qua mà. Tên đầu chọc ngây ra, bay qua sao? Sau đó, anh ta nói với vẻ mặt lạnh lùng, nhóc con, mày muốn chết à? Có biết tao là ai không? Ngô Bình, tôi nói thật, nếu anh gấp thì tôi có thể giúp anh bay qua.
Tên đầu chọc định mở cửa xe nhưng ngay lập tức cảm thấy xung quanh bỗng trở nên yên lặng. Anh ta nhìn ra ngoài thì sợ tái mặt, ngoài cửa sổ là mây màu và bầu trời xanh vô tận. Chuyện gì thế? Anh ta nhìn Ngô Bình đang đứng ngoài cửa sổ rồi run run hỏi, mày. Ngô Bình, anh xem, tôi có thể giúp anh bay đúng không? Anh muốn đi đâu để tôi tiễn anh một đoạn? Tên đầu chọc biết mình đã gặp phải cao nhân, mặc dù rất hiếm khi người bình thường gặp được người tu hành nhưng ai cũng đều nghe nói rất nhiều chuyện liên quan đến người tu hành. Anh ta vội nói, xin cao nhân tha mạng, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi. Ngô Bình, anh có biết ở phía sau bóp còi liên tục ồn lắm không? Tên đầu chọc đáp, tôi sai rồi. Ngô Bình lôi anh ta ra, đặt lên mũi xe, sau đó cậu ngồi vào xe, bóp còi, tiếng còi xe vang lên nhức óc, tên đầu chọc thì ngồi co ro trên mũi xe, run cầm cập. Lúc tiếng còi kết thúc, tên đầu chọc phát hiện xe của mình bị đặt trên một ngọn núi cao hơn 1.000 mét, trên đó vốn chẳng có đường. Anh ta ngồi ngay trên mũi xe, khóc không ra nước mắt. 2 phút sau, Ngô Bình quay lại xe, tiếp tục lái xe đi. Lúc này, Hàn Băng Nghiên đã lái xe đến chỗ đỗ xe ven đường ở đối diện khách sạn. Anh Bình, anh đã đi đâu thế? Cô ấy hỏi. Ngô Bình, anh đi dạy dỗ tên đầu chọc đó. Sau đó cậu hỏi Dương Thanh Ngâm, dì út, cuộc sống ở nước ngoài thế nào? Dương Thanh Ngâm, nước Tống rất giàu truyền thống văn hóa, cơ hội phát triển cũng nhiều hơn. Nhưng dù sao nước Tống cũng không bằng nước chúng ta nên dì vẫn chọn về nước. Ngô Bình, có dự định gì không? Dương Thanh Ngâm, dì học quản lý, không khó tìm việc, chỉ là muốn tìm được việc tốt thì không phải dễ. Ngô Bình, chuyện nhỏ, cháu nhờ bạn sắp xếp giúp dì. Dương Thanh Ngâm, không cần, dì tìm việc rèn luyện trước, dù sao thì dì cũng mới vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm làm việc. Hàn Băng Nghiên nói, dì út, công ty của bố cháu cũng có nhiều vị trí lắm, nếu dì cần cũng có thể tìm cháu. Dương Thanh Ngâm vui vẻ, mỉm cười, đáp cảm ơn Băng Nghiên, dì thật sự không ngờ mới ra nước ngoài mấy năm mà chị mình đã thành quý bà còn cháu trai mình thì lại là cậu ấm cháu nhà giàu, đến cả cháu dâu cũng là tiểu thư nhà khá giả, ấy, dì thật may mắn quá. Ngô Bình, dì út, cháu nói chuyện nghiêm túc với dì, rốt cuộc tại sao dì lại đột nhiên về nước? Cậu rất hiểu Dương Thanh Ngâm, mặc dù tài năng của cô ấy cũng bình thường nhưng làm gì cũng rất kiên trì. Ước mơ của cô ấy là được đi làm ở nước Tống, lần này tự dưng quay về, nhất định là có lý do. Dương Thanh Ngâm im lặng một lúc rồi nói, Tiểu Bình, dì đã gặp phải người xấu. Anh ta đã lừa hết mọi thứ của dì, còn uy hiếp gì nữa. Mấy năm nay, ngoài đi học, dì còn phải đi làm vất vả để nuôi anh ta. Nhưng cuối cùng anh ta lại làm tổn thương dì. Ngô Bình, dì út, hắn ta là ai? Người nước Tống sao? Dương Thanh Ngâm, anh ta tên Điền Vĩnh Khang, là nhân viên của nhà hàng bên cạnh trường. Bọn dì gặp nhau mấy lần thì anh ta đã theo đuổi dì. Dì mập nên ít có nam sinh theo đuổi, vì vậy dì không cưỡng lại được sự tấn công của anh ta, trở thành bạn gái của anh ta. Sau đó, tháng nào anh ta cũng vòi tiền dì, nhưng tháng trước dì đã phát hiện anh ta có đến mấy cô bạn gái, hơn nữa cô nào cũng đưa tiền cho anh ta xài. Dì rất tức giận, tìm anh ta nói lý. Kết quả bị anh ta đánh cho một trận. Anh ta còn uy hiếp dì, nói rằng anh ta quen biết với thành viên của bang phái địa phương, bảo dì hãy cẩn thận. Sau đó, anh ta thường xuyên đến làm phiền dì khiến dì rất mệt mỏi, vì vậy dì chọn về nước. Dương Quế Chi nghe xong thì không kìm được, đau lòng nói, em gái ngốc, sao em lại không nói với chị? Dương Thanh Ngâm lắc đầu chị, em biết mấy năm trước chị khó khăn thế nào. Nhà bao nhiêu chuyện rồi mà còn phải nuôi em ăn học, em không muốn gây thêm rắc rối cho chị. Ngô Bình nói, dì út, dì yên tâm, nhất định cháu sẽ trút giận cho dì. Dương Thanh Ngâm cười, nói, về nước cũng rất tốt, nước Hạ chúng ta tốt biết bao, mạnh hơn nước Tống nhiều. Dương Quế Chi cười, nói, đúng vậy, về nước là tốt. Lúc này, Dương Thanh Ngâm có điện thoại, có giọng cán bộ điều tra vang lên. Tôi là người của Sở Điều tra Quốc gia, cô là Dương Thanh Ngâm sao? Dương Thanh Ngâm ngây ra, nói, đúng vậy, anh tìm tôi có việc gì sao? Đối phương hạ giọng nói, chúng tôi nhận được email tố cáo cô là gián điệp được nước Tống phái đến,
bây giờ cô phải đến đồn cảnh sát gần nhất trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đã nghe thấy chưa? Ngô Bình nghe rất rõ, cậu trao chặt mày, là ai đã tố cáo dì Út? Sắc mặt Dương Thanh Ngâm tái nhợt, cô ấy hỏi, là ai tố cáo tôi? Đối phương lạnh lùng nói, chúng tôi phải bảo vệ người tố cáo nên không thể nói cho cô biết được. Nếu cô không thể đến cục cảnh sát trong vòng nửa tiếng đồng hồ thì chúng tôi sẽ cử người đến bắt cô, tự cô suy xét đi. Cúp điện thoại, Dương Thăng Ngâm vừa tức vừa sợ, tên thần kinh nào lại đi tố cáo gì nhỉ, tức chết mất. Ngô Bình vội an ủi, dì Út, đừng sợ, cùng lắm thì họ nhốt gì mấy năm, điều tra rõ ràng thì thả ra rồi. Dương Thanh Ngâm nâng tay đánh Ngô Bình, thằng nhóc xấu xa, lúc này rồi mà còn đùa với dì, mau nghĩ cách cho dì đi. Ngô Bình thản nhiên nói, chuyện nhỏ, cháu nhờ bạn cháu hỏi thử. Cậu lập tức liên lạc với Nghiêm Lãnh Thạch, qua loa kể lại một lượt. Hiện tại Nghiêm Thạch Lãnh nắm giữ hoàn toàn tài nguyên của nhà họ Vương, hiện tại danh tiếng như mặt trời ban trưa, không ai dám gây chuyện. Với mạng lưới và quyền hạn của ông ấy, muốn điều tra nguyên nhân hậu quả cũng không khó. Quả nhiên, Nghiêm Lãnh Thạch chỉ cần chưa đến 5 phút đã làm rõ được mọi chuyện, gọi điện lại. Chủ nhân, là một người tên Điền Vĩnh Kiện tố cáo cô Dương. Đúng rồi, người này hiện tại đang ở Trung Châu. Ngô Bình, ừ, ông tìm anh ta, hỏi rõ tại sao anh ta lại làm như vậy. Nghiêm Thạch Lãnh, vâng, bên phía cảnh sát, tôi đã đánh tiếng rồi. Vụ án gián điệp đã được triệt rồi. Cúp điện thoại, Ngô Bình cười nói, dì Út, không có gì, chúng ta về thẳng nhà đi. Dương Thanh Ngâm bán tín bán nghi, không cần đến cục cảnh sát sao. Ngô Bình, nếu dì Út thực sự muốn đi thì cũng không phải không thể. Dương Thanh Ngâm giơ tay đánh cậu, sau đó hỏi, bạn của cháu có biết ai tố cáo gì không? Ngô Bình, Điền Vĩnh Kiện, hiện tại anh ta đang ở Trung Châu. Dương Thanh Ngâm kinh ngạc, anh ta đang ở Trung Châu. Ngô Bình, có lẽ sau khi dì Út đi, người này không cam tâm nên chạy đến Hạ Quốc gây chuyện phiền phức cho dì Út. Dì yên tâm đi, cháu nhất định sẽ giúp dì dạy dỗ anh ta. Dương Thanh Ngâm lại thở dài nói, không ngờ anh ta vẫn không tha cho dì. Ngô Bình, dì Út, tên này cũng rất kiên nhẫn, lại tra được cả địa chỉ của dì, còn đi tố cáo dì là nội gián. Dương Thanh Ngâm, có lẽ anh ta biết gì là người ở đâu. Chuyện tố cáo này quả thực khiến gì cũng không hiểu, tại sao anh ta muốn làm như vậy, là để báo thù gì sao? Ngô Bình, loại người như vậy, bình thường sẽ không làm chuyện vô ích, chắc chắn bên trong có nguyên do gì khác, quay về cháu sẽ hỏi rõ. Đưa Dương Thanh Ngâm đến nhà, Dương Quế Chi lập tức chuẩn bị nấu cơm. Ngô Bình nói chuyện với Dương Thanh Ngâm một lúc, bên phía Nghiêm Lãnh Thạch đưa tin đến. Nói đã tìm được người. Ngô Bình cơm cũng chẳng ăn đã trực tiếp đi gặp Điền Vĩnh Kiện. Lúc này, trong mộ tàu nhà kiểu cũ ở Trung Châu, một thanh niên đang quỳ dưới đất, Nghiêm Lãnh Thạch đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có mấy người tùy tùng đi theo. Ngô Bình đi đến, Nghiêm Lãnh Thạch vội tiến lên, chủ nhân, cậu ta chính là Điền Vĩnh Kiện. Tôi đã hỏi rồi, cậu ta nói tố cáo là để báo thù. Ngô Bình ừ một tiếng. Đi đến trước mặt Điền Vĩnh Kiện. Người này trông cũng khá sáng sủa, chỉ là vẻ mặt không đứng đắn, vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Cậu đạp một chân lên người Điền Vĩnh Kiện, Điền Vĩnh Kiện đau đến chảy mồ hôi lạnh, kêu la thảm thiết. Ngô Bình lạnh lùng nói đi, tại sao anh lại muốn tố cáo Dương Thanh Ngâm? Điền Vĩnh Kiện cắn răng, tôi chỉ là muốn báo thù cô ta thôi. Ngô Bình lại đá một cước. Cú này càng đau hơn, nội lực kích thích thần kinh anh ta, Điền Vĩnh Kiện suýt nữa đã ngất đi, cuối cùng anh ta cũng không chịu đựng nổi, lớn tiếng nói tôi khai, là có người bảo tôi làm như vậy. Ngô Bình chợt dao động trong lòng, hỏi, là ai? Điền Vĩnh Kiện, tôi không biết, ngay hôm qua, tôi nhận được điện thoại, đối phương chuyển 1 triệu qua thẻ ngân hàng, nói chỉ cần tôi làm theo lời anh ta nói thì sẽ cho tôi 1 triệu nữa. Anh ta còn giúp tôi đặt vé. Để tôi đến Hạ Quốc tố cáo Dương Thanh Ngâm. Ngô Bình, anh không biết nguyên nhân người ta lại bảo anh làm vậy sao? Điền Vĩnh Kiện lắc đầu, không biết, anh ta chỉ dặn dò tôi làm thế nào, còn những chuyện khác thì không nói cho tôi biết. Ngô Bình, anh liên lạc với anh ta thế nào? Điền Vĩnh Kiện, qua mạng,
Nói rồi lấy điện thoại của mình ra, mở nhật ký trò chuyện của hai người ra. Ngô Bình nhìn một lượt, trong lòng đã có tính toán, cậu thử nhắn một tin cho đối phương, ông chủ, có cần tôi làm gì không? Tôi đã liên hệ với Dương Thanh Ngâm rồi, cô ta muốn gặp tôi. Chừng một phút sau, đối phương phản hồi, anh thử đưa cô ta đến địa chỉ này. Nếu anh có thể làm được thì 1 triệu còn lại sẽ được chuyển qua ngay. Ngô Bình, được, tôi làm ngay. Tắt điện thoại, Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói với Điền Vĩnh Kiệt, anh phối hợp diễn với tôi, đi đến một nơi. Điền Vĩnh Kiệt chớp mắt, nói, được, cậu đừng đánh tôi nữa. Ngô Bình bảo Nghiêm Lãnh Thạch chuẩn bị một chiếc xe, sau đó kéo Điền Vĩnh Kiệt lên, lái xe đi đến địa chỉ kia trên điện thoại. Xe đi hơn nửa tiếng đồng hồ, đến một khu rừng ở ngoại ô. Ngô Bình nhìn định vị rồi nhắn tin hỏi đối phương, tôi đã đưa người đến rồi. Đối phương lập tức nhắn tin qua, kéo cửa kính xuống, để tôi nhìn Dương Thanh Ngâm xem. Ngô Bình lập tức biết được, người của đối phương nhất định đang quan sát ở gần đây, cậu lập tức dùng thần niệm quét. Chẳng mấy chốc cậu đã xác định được một người đàn ông mặc áo kẻ sọc, đối phương đang theo dõi từ trong rừng, dùng kính viễn vọng quan sát. Ngô Bình kéo cửa xe, chớp mắt đã hóa hư vô, đi về phía đối phương. Người đàn ông áo kẻ sọc chỉ thấy cửa xe mở ra nhưng lại không nhìn thấy có người xuống xe, hắn ta lấy điện thoại ra gửi tin nhắn hỏi, sau xe sao lại không có người. Hắn ta vừa nhắn tin xong thì nghe thấy tinh một tiếng, cả người cứng đờ, sau đó chậm rãi quay lại. Lúc này, Ngô Bình vô cảm đứng trước mặt hắn ta, lạnh lùng nói, anh đang nhìn gì? Người này nảy lên muốn chạy thì bị Ngô Bình kéo vai lại, ngã mạnh xuống đất. Thân thể người này rất linh hoạt, vậy mà đã nhảy dựng lên muốn chạy. Ngô Bình gạt một chân đã hắn ta ngã xuống, một cước này của cậu dùng nội kình, trực tiếp đá vào xương đối phương, người đàn ông áo kẻ sọc đau đớn rên rỉ. Ngô Bình nhìn hắn ta chằm chằm, tại sao anh lại bảo Điền Vĩnh Kiện tố cáo Dương Thanh Ngâm? Đối phương trừng mắt nhìn Ngô Bình nói, nhóc con, tốt nhất cậu đừng lo chuyện bao đồng. Cậu không gây chuyện với bọn họ được đâu. Ngô Bình, vậy anh thấy, anh có thể gây chuyện với tôi sao? Người đàn ông áo kẻ sọc im lặng mấy giây rồi nói, biết rồi cũng không có lợi cho cậu. Ngô Bình lại hạ chân, đá đối phương khiến hắn ta kêu la, nói, tôi nói. Dương Thanh Ngâm là người thừa kế tập đoàn tài chính cực lớn. Có người muốn cô ta chết. Ngô Bình ngây người, người thừa kế tập đoàn tài chính lớn. Tập đoàn nào? Đối phương, tôi chỉ là làm theo lệnh thôi, không biết nhiều. Ngô Bình, tập đoàn tài chính nào? Áo kẻ sọc, Hạ Quốc. Ngô Bình, nếu đối phương muốn cô ấy chết, tại sao không trực tiếp ra tay? Áo kẻ sọc, yêu cầu của khách hàng là nhất định phải dàn dựng thành tự sát, hoặc là hiện trường chết tự nhiên. Ngô Bình nheo mắt, hỏi hắn ta, phải làm sao mới lấy được tư liệu khách hàng? Vẻ mặt áo kẻ sọc khó xử, tôi có thể nói cho cậu cấp trên của tôi, nhưng cậu chưa chắc có thể đối phó được người ta. Ngô Bình, đó là chuyện của tôi, không cần anh lo. Đối phương thấy Ngô Bình không dễ chọc, hắn ta cắn răng, dùng điện thoại gửi tin nhắn. Nửa phút sau, hắn ta nói, một tiếng sau, anh ta sẽ đợi tôi ở địa điểm gặp mặt. Ngô Bình, dẫn tôi đi. Áo kẻ sọc, cấp trên của tôi là một người tu hành. Ngô Bình nói, mặc kệ là người nào, dám động vào người nhà tôi thì hắn chết chắc. Tên áo kẻ sọc đảo mắt, nói như vậy, cậu cũng là người tu hành. Ngô Bình, đừng nói rông dài, đưa tôi đi. Áo kẻ sọc bị cậu kéo lên, ném vào xe, sau đó bảo Điền Vĩnh Kiện lái xe. Điền Vĩnh Kiện nhìn áo kẻ sọc sau xe hỏi, tôi hỏi anh này, 1 triệu kia, anh còn trả cho tôi không? Áo kẻ sọc hung hăng chừng anh ta, mắng, đồ ngu. Ngô Bình, anh tên gì? Áo kẻ sọc, Mao Tiểu Lý. Ngô Bình, Mao Tiểu Lý, các anh làm việc gì, ám sát? Mao Tiểu Lý, chúng tôi là một tổ chức ám sát, giết người theo yêu cầu khách hàng, tên là chết tự nhiên. Ngô Bình, chết tự nhiên, cho nên mục tiêu lần này của các anh là muốn khiến Dương Thanh Ngâm chết tự nhiên. Mai Tiểu Lý, không sai. Khách hàng đưa giá rất cao, 100 triệu. Ngô Bình nhíu mày,
có thể bỏ ra 100 triệu để giết người, chắc chắn không phải người thường. Xe đi một lúc thì đến một quán cà phê, Ngô Bình bảo Mao Tiểu Lý xuống xe, nói, đi gặp cấp trên anh đi. Mao Tiểu Lý chớp mắt, cậu không sợ tôi chạy mất sao? Ngô Bình cười lạnh, anh có thể thử chạy xem, anh dám chạy thì tôi đánh gãy chân anh. Mai Tiểu Lý đổ đầy mồ hôi, vội nói, tôi không chạy. Sau khi xuống xe, tôi phải nói gì với anh ta? Ngô Bình, anh cứ nói với anh ta rằng anh ta xong đời rồi. Mao Tiểu Lý ngây người, nhưng hắn ta vẫn gật đầu, được, tôi hiểu rồi. Mao Tiểu Lý xuống xe, đi vào quán cà phê, thần niệm của Ngô Bình cũng đi theo. Lúc này, ở vị trí sát cửa sổ trên lầu hai quán cà phê, có một người đàn ông áo trắng đang ngồi, ánh mắt anh ta nhìn theo xe Ngô Bình. Qua một lúc, Mao Tiểu Lý đi vào, anh ta không ngồi xuống mà căng thẳng nhìn người áo trắng. Người áo trắng không nhìn anh ta, ánh mắt vẫn nhìn Ngô Bình chằm chằm, người trên xe là ai? Mao Tiểu Lý, tổ trưởng, tôi bị người ta khống chế rồi. Người áo trắng chẳng chút bất ngờ nói, anh làm đúng lắm. Mao Tiểu Lý, tổ trưởng, anh ta bảo tôi gửi anh một câu. Người áo trắng, câu gì? Mao Tiểu Lý, anh xong đời rồi. Người áo trắng sửng sốt, nói, anh lui xuống đi. Mao Tiểu Lý lùi sang bên cạnh, Ngô Bình bỗng xuất hiện, cậu ngồi trước mặt người áo trắng. Người áo trắng rất bình tĩnh, thân là một người tu hành, anh ta cũng không quan tâm đến Ngô Bình. Dù sao Dương Thanh Ngâm cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, người mà cô ấy quen biết có lẽ sẽ không có nhân vật gì ghê gớm. Ngô Bình, tôi đến tìm anh. Là muốn biết khách hàng muốn ám sát Dương Thanh Ngâm là ai. Người áo trắng lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu. Hơn nữa cậu đã biết chuyện của chúng tôi, cũng không thể sống sót mà rời đi được. Ngô Bình, anh rất tự tin. Đáng tiếc, tự tin của anh không đáng tiền. Người áo trắng khẽ cười lạnh, dám nói như vậy với tôi, anh lấy đâu ra tự tin vậy? Ngô Bình, anh chỉ là tên rác rưởi luyện khí. Lại lấy đâu ra tự tin mà khiêu chiến tu sĩ bí cảnh? Nghe thấy bốn chữ tu sĩ bí cảnh, người áo trắng ngây người, cậu là tu sĩ bí cảnh. Quanh người Ngô Bình tỏa ra bí lực mạnh mẽ khiến gương mặt cậu trông mơ hồ, không khí xung quanh cũng chuyển động theo. Nhìn thấy thủ đoạn Ngô Bình như vậy, sắc mặt người áo trắng vô cùng khó coi. Lúc này anh ta đã hối hận rồi, xui xẻo thật, vậy mà lại chạm phải cao thủ. Là một tu sĩ luyện khí. Đấu với cao thủ bí cảnh thì đúng là tự tìm chết. Thái độ người áo trắng lập tức thay đổi 180 độ, anh ta đứng dậy sau đó quỳ xuống đất, nói tôi không biết cậu có tu vi như vậy, lúc trước đã đắc tội, mong cậu đại nhân đại lượng, tha cho tôi một mạng. Ngô Bình, muốn sống cũng được, vậy thì nói cho tôi biết khách hàng của anh là ai. Người áo trắng không hề do dự mà nói, nhà họ Viên của Giang Bắc Đạo. Ngô Bình ngẫm nghĩ. Trong ấn tượng, ở Giang Bắc có một tập đoàn Chu Tước, chủ nhân sau lưng tên Viên Khắc Định, bèn hỏi, là Viên Khắc Định. Người áo trắng gật đầu, Viên Khắc Định vừa bệnh chết thì để lại một di chúc này viết rõ, ông ta muốn chia một phần ba tài sản cho con gái thất lạc đã nhiều năm của mình. Hơn nữa ông ta còn tuyên bố, ai có thể tìm được con gái thất lạc của ông ta thì có thể có được một phần ba tài sản trong phần còn lại. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, tôi nhớ. Viên Khắc Định này có cháu trai, tại sao ông ta lại để lại tài sản cho con gái thất lạc? Người áo trắng, chuyện này thì không rõ. Ngô Bình, Dương Thanh Ngâm có liên quan gì đến chuyện này? Người áo trắng, người nhà họ Viên thông qua kiểm tra gen thì phát hiện Dương Thanh Ngâm chính là con gái thất lạc nhiều năm của Viên Khắc Định. Tuy Ngô Bình đoán được, nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc, cậu hỏi, lúc đầu tại sao Viên Khắc Định lại bị lạc mất con gái? Người áo trắng, chuyện này thì tôi không biết, nhưng Viên Khắc Định rất thương nhớ con gái ông ấy. Hơn nữa, con gái ông ấy cũng không phải do người vợ hiện tại sinh ra. Ngô Bình, người nắm quyền tập đoàn Chu Tước hiện tại là ai? Người áo trắng, là vợ của Viên Khắc Định, Trương Tư Lộ. Người phụ nữ này rất mạnh, bà ta đã nắm giữ tập đoàn Chu Tước nhiều năm. Viên Khắc Định tuổi không lớn, sao đột nhiên lại chết vậy? Người áo trắng, không rõ, nhưng quả thực tuổi tác ông ấy không quá lớn, chỉ mới 52.
Ngô Bình, người ra mặt muốn giết Thanh Dương Ngâm, là Trương Tư Lộ. Người áo trắng, là quản gia nhà họ Viên, họ Bạch, ông ta là người ủy thác. Ngô Bình, tại sao anh lại thông qua Điền Vĩnh Kiện tố cáo Dương Thanh Ngâm? Người áo trắng, kế hoạch của tôi là để cảnh sát gọi Dương Thanh Ngâm đến, sau đó tìm cơ hội giết chết cô ta trong nhà giam. Kết quả chết trong nhà giam như vậy là an toàn nhất. Ngô Bình cười lạnh, nói, Dương Thanh Ngâm là dì út của tôi, anh dám động đến dì ấy, tôi nên xử lý anh thế nào? Người áo trắng đổ đầy mồ hôi lạnh, nói, chúng tôi cũng là cầm tiền làm việc. Chúng tôi không nhận, cũng sẽ có người khác nhận. Ngô Bình, anh không cần sợ, hôm nay tôi tha cho anh một mạng. Anh quay về nhà họ Viên, nói hôm nay Dương Thanh Ngâm đích thân đến Viên phủ một chuyến. Người áo trắng ngây người, cậu muốn đến Viên phủ. Ngô Bình, bây giờ cứ trả lời đi. Người áo trắng lập tức lấy điện thoại, gọi cho quản gia nhà họ Viên. Thấy anh ta gọi điện xong, Ngô Bình quay người rời đi. Quay về xe, cậu thấy Điền Vĩnh Kiện vẫn chưa đi thì hỏi, sao anh còn chưa đi? Điền Vĩnh Kiện hắng giọng, cậu không cho tôi đi, tôi không dám đi. Ngô Bình, nghe dì út tôi nói, anh từng đánh dì ấy. Sắc mặt Điền Vĩnh Kiện chợt thay đổi, nói, đúng là đánh mấy lần. Ngô Bình, tự đánh miệng mình, tôi không bảo dừng thì anh không được dừng. Cứ như vậy, Ngô Bình lái xe, Điền Vĩnh Kiện ngồi ghế phó lái, không ngừng tự đánh miệng mình. Anh ta sợ Ngô Bình đánh mình nên cái nào cũng rất dùng lực. Đánh được 15 phút sau, quai hàm anh ta cũng sưng lên, miếng bắt đầu chảy máu, đáng thương hỏi Ngô Bình, đã được chưa? Ngô Bình, đánh tiếp, dùng sức đánh. Bốp, bốp. Vì vậy Điền Vĩnh Kiện lại tiếp tục đánh miệng mình, liên tiếp từng cái. Đánh được khoảng chừng 20 mấy phút, Ngô Bình dừng xe, nói cút đi. Sau này đừng để tôi thấy anh nữa, nếu không tôi sẽ đánh anh không dậy nổi. Điền Vĩnh Kiện vội xuống xe, chạy như bỏ trốn rời đi. Ngô Bình về nhà, thấy Dương Thanh Ngâm đang ngồi trên sofa, xem phim cùng Dương Quế Chi. Cân nhắc một chút, Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh Dương Thanh Ngâm, hỏi, dì út, dì có biết về thân thế mình không? Dương Thanh Ngâm chợt ngây người nói, Tiểu Bình, sao đột nhiên cháu lại hỏi chuyện này? Ngô Bình quyết định nói sự thật cho cô ấy biết, nói lại những gì cậu biết. Nghe xong Dương Thanh Ngâm im lặng hồi lâu, một lúc sau cô ấy hỏi, nói thế là bố dì tên Viên Khắc Định, hơn nữa ông ấy đã không còn sống. Ngô Bình gật đầu, có lẽ sau khi Viên Khắc Định mất, bây giờ người nhà họ Viên muốn đưa dì vào chỗ chết, không muốn dì kế thừa sản nghiệp của nhà họ Viên. Dương Thanh Ngâm, Tiểu Bình, nhà họ Viên có bao nhiêu sản nghiệp? Ngô Bình nói, nhà họ Viên là nhà giàu ở Giang Bắc, nghe nói tài sản trong tay lên đến mấy trăm tỷ tệ, có đến 7 công ty trên thị trường có giá trị hơn mấy chục tỷ tệ. Dương Thanh Ngâm hít sâu một hơi nói, mẹ cháu đối xử tốt với dì như vậy, mà dì vẫn chưa trả ơn chị ấy được. Tiểu Bình, dì muốn lấy những tài sản này để cháu và cả gia đình, sống một cuộc sống tốt đẹp. Dương Thanh Ngâm nghĩ vừa đơn giản vừa thuần khiết, Ngô Bình vội nói, dì út. Dì không cần phải thế, bây giờ nhà chúng ta không thiếu tiền. Dương Thanh Ngâm cười nói, cháu có là việc của cháu, dì cho cháu là việc của dì, không hề giống nhau. Hơn nữa Tiểu Bình này, họ đều muốn hại chết dì còn phải khách sáo với họ sao? Ngô Bình cười nói, dì út, thật ra dì không nói, cháu cũng chút giận thay dì, họ dám động vào dì, cháu sẽ khiến họ trả giá. Dương Thanh Ngâm lại hơi lo lắng, nhưng Tiểu Bình, tiền tài và thế lực của nhà họ Viên đều rất lớn, chúng ta đấu lại họ à? Ngô Bình, cháu không sợ họ, nếu dì đã chuẩn bị xong thì hôm nay chúng ta đến nhà Viên. Dì không chỉ giúp dì lấy lại số tài sản dì nên có, mà còn phải dạy dỗ những kẻ muốn hãm hại dì một bài học. Dương Thanh Ngâm hít sâu một hơi, sau đó gật mạnh một cái, được, chúng ta cùng đi. Giang Bắc và Giang Nam chỉ cách một con sông. Phong tục ở hai nơi khá tương đồng nhau, mức độ kinh tế cũng tương đương. Nhưng dân số và diện tích Giang Bắc đều hơn tỉnh Giang Nam. Lăng Thành, Giang Bắc. Lăng Thành là thành phố lớn nhất ở Giang Bắc, cũng là thủ phủ của Giang Bắc, một trang viên rất lớn được xây dựng trên sườn phía nam Nam Sơn ở Lăng Thành. Mặt gần sông,
lưng tựa vào núi, phong thủy cực tốt, đây là Viên Phủ, cũng là biệt thự Lâm Giang đầu tiên ở Giang Bắc. Biệt thự Lâm Giang bắt đầu xây dựng từ 24 năm trước, mới chính thức hoàn thành vào 5 năm trước, mất tổng cộng 19 năm, năm đó để xây dựng biệt thự Lâm Giang, Viên Khắc Định đã tiêu tốn hàng trăm tỷ tệ tiền vốn. Nghe nói Viên Khắc Định đã tốn rất nhiều tâm sức và tiền bạc để mua lại Nam Sơn này. Có thầy phong thủy nói Nam Sơn này là con mắt phong thủy của cả Giang Bắc, ai sống được ở đây thì có thể nắm giữ vận khí của cả Giang Bắc. Sự thật cũng đứng như thế, kể từ khi Viên Khắc Định mua lại Nam Sơn này, sau đó bắt đầu xây dựng biệt thự thì việc kinh doanh của nhà họ Viên ngày càng lớn mạnh, cuối cùng trở thành nhà giàu nhất Giang Bắc. Viên Khắc Định có một người em trai và một người anh trai làm cấp dưới dưới quyền, nhất là em trai của ông ấy Viên Khắc Mẫn, năm nay mới 45 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, là người thứ hai, chỉ đứng thứ sau mợ Viên Trương Tư Lộ. Về cơ bản, toàn bộ Viên Phủ đều nằm dưới sự kiểm soát của Trương Tư Lộ, Trương Tư Lộ đã sinh cho Viên Khắc Định hai trai một gái, con trai cả Viên Phấn, năm nay 27 tuổi, là đứa con trai của hai người trước khi họ kết hôn. Anh ta hiện là phó chủ tịch tập đoàn Chu Tước, quản lý 4 công ty được niêm yết trên thị trường. Con trai thứ Viên Thông, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ, hiện làm việc bên cạnh Trương Tư Lộ, đang được bà dốc sức dạy dỗ. Con gái tên là Viên Như Bội, 21 tuổi, còn đang học đại học. Lúc này, trong sảnh lớn của biệt thự Lâm Giang, Trương Tư Lộ, Viên Khắc Mẫn và những người khác đang tập trung lại với nhau. Trương Tư Lộ vừa nhận được tin cô gái tên Dương Thanh Ngâm vẫn chưa chết, sau lưng cô ta có cao nhân. Hơn nữa, cao nhân đó đã nói cậu sẽ đích thân đến nhà họ Viên. Chuyện đã đến nước này, Trương Tư Lộ không thể không bàn đối sách ứng phó với mọi người. Viên Phấn có thân hình cao ráo, vẻ ngoài rất đẹp trai, giống với Viên Khắc Định khi còn trẻ, anh ta rất được Trương Tư Lộ xem trọng, anh ta nói, mẹ, đó chẳng qua chỉ là mấy lời nói ngông cuồng đối phương. Chúng ta đừng xem là thật. Trương Tư Lộ, con không hiểu đâu. Những người chúng ta mời đến đều là cao thủ, nếu ngay cả họ cũng thất bại, chứng tỏ người bên cạnh Dương Thanh Ngâm không dễ đối phó. Phải được xử lý gọn gàng chuyện này, nếu không sẽ để lại hậu họa lớn. Viên Khắc Mẫn nói, chị dâu, em đã mời cao thủ võ thuật ở Giang Bắc Tôn Đấu Huyền đến rồi, mặc kệ đối phương có lai lịch gì, em đảm bảo sẽ khiến cậu ta đến được nhưng không đường về. Sở dĩ Viên Khắc Mẫn có thể trở thành người có thực quyền là vì ông ta rất nghe lời Trương Tư Lộ nói gì, ông ta đều làm cái đó. Trương Tư Lộ rất hài lòng với sự chuẩn bị của Viên Khắc Mẫn, nói, Khắc Mẫn, chỉ một tôn đấu huyền vẫn không đủ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi nãy giờ ngồi trong một góc không bắt mắt, lúc này mới lên tiếng chị, em còn mời tiên sư Lư đến nữa. Người này là em ruột của Trương Tư Lộ. Tên là Trương Dịch. Trương Tư Lộ khẽ gật đầu, nghe nói tiên sư Lư đã là cường giả bí cảnh, có ông ấy thì lần này đánh địch mới có thể bình an vô sự. Trương Dịch, tiên sư Lư đến ngay thôi. Ở một mái đình cách biệt thự Lâm Giang 10 cây số, một tia sáng từ trên trời giáng xuống, Ngô Bình và Dương Thanh Ngâm xuất hiện. Trên đường đi, hai mắt Dương Thanh Ngâm không nhìn thấy gì, đến khi nhìn rõ mọi thứ thì mới nhận ra mình đã ở một nơi xa lạ. Cô ấy ngạc nhiên hỏi, Tiểu Bình, đây là đâu? Ngô Bình cười nói, nơi này cách biệt thự Lâm Giang không xa, chúng ta gọi xem sang đó. Dương Thanh Ngâm nhớ Ngô Bình bảo cô ấy nhắm mắt lại, cảm giác không lâu sau đã đến được Giang Bắc. Cô ấy khó hiểu hỏi, Tiểu Bình, chúng ta đến đây bằng cách nào thế? Ngô Bình, dì đừng ngạc nhiên đến thế, đây là bản lĩnh của người tu hành. Lúc này, một chiếc xe thương vụ chạy nhanh đến, Ngô Bình vẫy tay gọi xe. Trên xe là một cô gái trẻ, trông có vẻ chỉ khoảng ngoài 20, dung mạo xinh đẹp. Biển số chiếc xe này rất đặc biệt, người Giang Bắc vừa nhìn đã có thể nhận ra chiếc xe này là xe của nhà họ Viên. Không ngờ lúc này lại có người vẫy tay bảo họ dừng lại. Tài xế mặc kệ, người phụ nữ lại nói, dừng lại một chút. Chiếc xe vượt qua hai người Ngô Bình mười mấy mét. Sau đó từ từ dừng lại. Ngô Bình kéo Dương Thanh Ngâm đi đến, cười hỏi, có thể cho quá giang một chút không? Người phụ nữ trong xe mặc một chiếc áo khoác trắng, bên dưới là một bộ lễ phục trễ vai, đôi mắt xinh đẹp nhìn Ngô Bình từ trên xuống dưới,
cảm thấy cậu cao lớn đẹp trai, trên người lại có khí chất phi thường. Cậu muốn đi đâu? Người phụ nữ hỏi. Ngô Bình, chúng tôi đến biệt thự Lâm Giang. Người phụ nữ hơi ngạc nhiên, cậu muốn đến nhà họ Viên ở biệt thự Lâm Giang. Ngô Bình, đúng thế, có tiện cho chúng tôi đi một đoạn không? Người phụ nữ suy ngẫm vài giây rồi hỏi, cậu đến nhà họ Viên làm gì? Ngô Bình cười nói, đến thăm. Người phụ nữ nói, hai người lên xe đi. Cửa xe mở ra, không gian trong xe rất lớn, hàng ghế phía sau có bốn ghế, được xếp ngồi đối diện nhau, Ngô Bình và Dương Thanh Ngâm ngồi đối diện người phụ nữ. Ngô Bình cười nói, cảm ơn cô nhiều. Người phụ nữ, tôi có thể câu này một chút không? Hai người đến nhà họ Viên có việc gì sao? Ngô Bình chỉ vào Dương Thanh Ngâm nói, đây là dì út tôi, là con gái bị thất lạc nhiều năm của Viên Khắc Định, bọn tôi đến để thừa kế tài sản của Viên Khắc Định. Vừa nghe nói thế, người phụ nữ sửng sốt, nói với tài xế, dừng xe. Tài xế thắng xe lại, người phụ nữ trên xe lạnh lùng nói, xuống xe. Ngô Bình chớp mắt, lúc nãy bảo chúng tôi lên xe, giờ lại bảo xuống xe, cô chơi chúng tôi đấy à? Người phụ nữ chau mày, nói các người xuống xe xong thì lập tức đi ngay, không chừng còn có thể sống sót. Ngô Bình nhìn cô ta, ý của cô là nếu như chúng tôi đến nhà họ Viên thì sẽ chết sao? Người phụ nữ cười khẩy, nhìn Dương Thanh Ngâm đăm chiêu rồi nói, trong di chúc của Viên Khắc Định có viết sẽ để lại 1/3 gia sản cho con gái thất lạc, các người biết 1/3 tài sản là bao nhiêu không? Ngô Bình hỏi, bao nhiêu? Người phụ nữ, đấy là gia tài lên đến hơn cả 100 tỷ, là vô số đồ cổ và đất đai cùng mấy chục công ty. Thậm chí bao gồm cả 1/3 Sơn Trang Lâm Giang nữa. Hai người nghĩ chỉ dựa vào hai người mà có thể lấy hết được lợi ích lớn vậy sao? Ngô Bình cười, tôi nghĩ tôi có thể. Người phụ nữ cười nhạt, các người muốn chết thì có thể không xuống xe, tôi sẽ cho tài xế chở thẳng lên núi, đến lúc đó, cái chết sẽ đón chờ các người. Ngô Bình hỏi, cô là ai? Người phụ nữ bình thản đáp, tôi tên Viên Như Bội. Viên Khắc Định là bố của tôi. Ngô Bình ồ một tiếng rồi nói, thì ra cô là người nhà họ Viên. Xem ra lòng dạ cô cũng không tệ, lúc nãy còn khuyên chúng tôi rời khỏi, chỉ dựa vào điểm này thôi, lát nữa tôi sẽ giữ lại thể diện cho cô. Viên Như Bội cảm thấy Ngô Bình cứ như một người điên, hay cũng có thể là một tên ngông cuồng, cô ta ngoảnh mặt đi với vẻ khinh thường rồi bình thản nói, người muốn chết có khuyên cũng không được. Nếu như hai người đã quyết tâm muốn đi thì tôi cũng không nói thêm gì nữa. Chiếc xe tiếp tục được lái đi, không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh, Ngô Bình nhìn cảnh vật bên ngoài, cười, nói, không hổ là đệ nhất sơn trang của Giang Bắc, vẫn chưa đến nơi mà cảnh sắc xung quanh đã đẹp đến vậy rồi. Sau đó, cậu nói với Dương Thanh Ngâm, dì út, lúc chọn tài sản chúng ta chọn sơn trang này đi, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ cùng chuyển đến đây sống. Không ngờ Dương Thanh Ngâm lại nghiêm túc gật đầu, nói, ừ. Viên Như Bội tức đến bật cười, cô ta từng gặp rất nhiều người ngông cuồng nhưng đây là lần đầu gặp phải người ngông như Ngô Bình đây, chút lòng trắc ẩn lúc ban đầu của cô ta cũng biến mất hết, cô ta lạnh lùng nói, đúng là điếc không sợ súng. Ngô Bình, người vô tri là cô. Viên Như Bội không thèm quan tâm đến cậu. Chiếc xe được lái đến Sơn Trang Lâm Giang. Vì là xe của Viên Như Bội nên được lái thẳng lên núi. Chiếc xe dừng lại, Ngô Bình và Dương Thanh Ngâm xuống xe. Viên Như Bội lạnh lùng n. Ngô Bình, đương nhiên là có thể bàn bạc hòa bình. Dì út của tôi sẽ lấy 1/3 gia sản để lại của nhà họ Viên, đồng thời kẻ thuê sát thủ hại người phải lập tức tự sát để tạ lỗi. Chuyện này xem như qua. Người đàn ông trung niên thở dài, biết chuyện này không thể giải quyết được. Ông ta chắp tay, nói, vậy tôi chỉ có thể thỉnh giáo bản lĩnh của các hạ rồi. Ngô Bình hừ một tiếng lạnh lùng, ông không xứng. Cậu vừa dứt lời thì bước đến trước mặt người đàn ông trung niên, ông ta vừa mới khởi động pháp lực trên người thì đã bị đấm bay, lúc bay lên không trung còn bị trúng thêm 3 đấm và 1 đá của Ngô Bình, còn ông ta thì còn chưa nhìn rõ được Ngô Bình đã ra tay như thế nào. Học. Đạo nhân trung niên hộc máu. Mắt trên vách đá như một bức tranh, cơ thể như được nạm lên trên, ông ta đã hôn mê. Ngô Bình nhẹ nhàng hạ gục hai cao thủ,
Cậu nhìn sang Trương Tư Lộ đang trong trạng thái không thể tin nổi, nói, bà là Trương Tư Lộ đúng không? Bà muốn chết thế nào đây? Trương Tư Lộ dù sao cũng không phải người bình thường, bà ta nhanh chóng trấn tĩnh, nghiêm túc nói, vị công tử này, thực lực của cậu mạnh như thế, thiết nghĩ cậu là người có gốc gác nhỉ? Chuyện đó không liên quan đến bà. Ngô Bình lười nói chuyện với bà ta, tôi cho bà một cơ hội được lựa chọn cách chết, nếu bà không chọn thì tôi sẽ chọn thay bà. Viên Phấn đứng chặn trước mặt Trương Tư Lộ, nghiêm nghị nói, cậu thử động vào mẹ tôi xem. Bốp! Ngô Bình tát cho anh ta một bạt tai văng ra xa, nửa khuôn mặt của Viên Phấn lõm xuống, anh ta lập tức hôn mê. Trương Tư Lộ hét lớn lên, Tiểu Phấn! Bà ta định chạy qua nhưng lại bị Ngô Bình tóm tóc, ấn xuống sàn rồi lạnh lùng hỏi, người phụ nữ độc ác này, tại sao bà lại muốn hại chết dì út tôi? Trương Tư Lộ nói với ánh mắt đầy oán hận, cậu giết con trai tôi làm ma cũng không tha cho cậu. Ngô Bình, con trai bà chưa chết, có đều cũng sắp rồi. Trương Tư Lộ gào lên, cậu giết tôi đi. Viên Như Bội quỳ xuống một cái thịt, run rẩy nói, thưa cậu, có thể tha cho mẹ tôi không? Ngô Bình nhìn Viên Như Bội, từ từ buông tay, nói, tôi từng nói tôi sẽ nể mặt cô, tôi sẽ không giết bà ta. Viên Như Bội vui mừng, cảm ơn cậu. Ngô Bình lại nhìn sang Viên Khắc Mẫn và những người khác, ông ta liền tiến về trước hành lễ, nói, thưa cậu, tôi là Viên Khắc Mẫn, là anh em ruột của Viên Khắc Định, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đứng về phía cháu gái mình. Ông ta vừa nói vừa bước về bên cạnh Dương Thanh Ngâm, vẻ mặt hiền từ. Ngô Bình bình thản nói, tôi không quan tâm ông là ai, bây giờ cho người lấy sổ sách của tập đoàn Chu Tước đem qua cho tôi ngay, tôi phải kiểm tra. Tập đoàn Chu Tước không phải thứ cậu có thể động vào. Chính vào lúc đó, một giọng nói như từ trên trời cao vọng xuống lại như từ tận sâu dưới lòng đất vọng lên, vang vọng trong đầu mỗi người. Ngô Bình nheo mắt, nói, bớt giả thần giả quỷ với tôi đi, ra đây mau. Cậu giẫm chân, cả ngọn núi liền rung chuyển, sau đó, một người đàn ông áo vàng liền xuất hiện trong phòng khách. Sắc mặt người đàn ông áo vàng hết sức khó coi, ban nãy gã núp dưới lòng đất, không ngờ lại bị Ngô Bình giẫm một cước bắn ra ngoài. Trương Tư Lộ nhìn thấy người đàn ông áo vàng đó thì như thấy được vị cứu tinh, vội vàng cầu xin cậu Hoàng, cứu tôi với. Người đàn ông áo vàng xa sầm sắc mặt, nói với Ngô Bình, tao khuyên mày thả bà ấy ra ngay rồi rời khỏi nơi này đi. Thế thì, tao sẽ không truy cứu nữa. Không truy cứu, Ngô Bình cười lạnh, mày cho rằng mình là ai? Cậu Hoàng kiêu ngạo nói, tao là Hoàng Thánh, đệ tử nội môn của thần Phù Môn. Ngô Bình, ô, thần Phù Môn à, tao chưa nghe bao giờ, không biết đó là tông môn cấp mấy. Cậu Hoàng, tông môn hạng 3. Mặt mày Ngô Bình lộ ra vẻ khinh bỉ, tao còn tưởng là tông môn lợi hại nào chứ, hóa ra chỉ là hạng 3. Mở to con mắt chó của mày ra xem coi đây là cái gì. Ngô Bình lấy huy hiệu của bản thân ra, cậu Hoàng kia vừa thấy thì lập tức thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, mày là đệ tử đại tông. Nói chính xác hơn là đệ tử chân truyền, Ngô Bình nhàn nhạt nói. Trong lòng cậu Hoàng thầm kêu không ổn, lập tức nói, người cậu em này, ban nãy tôi đã quá đáng rồi. Ngô Bình, tốt nhất là mày đừng nên nhúng tay vào chuyện của nhà họ Viên. Vâng vâng, tôi đi ngay đây, sau này sẽ không nhúng tay vào chuyện nhà họ Viên nữa, gã nói xong chẳng thèm ngó Trương Tư Lộ lấy một cái, lập tức xoay người rời khỏi. Trương Tư Lộ ngây người, không ngờ cậu ta lại là đệ tử chân truyền của tông môn hạng nhất, không thể nào. Vẻ mặt Viên Khắc Mẫn lại càng trực tiếp hơn, có chút phấn khích nói, cậu Ngô, sau này Viên Khắc Mẫn tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho cậu. Ngô Bình kéo Dương Thanh Ngâm ngồi xuống cái ghế ở giữa rồi hỏi, Viên Khắc Mẫn, Viên Khắc Định là anh trai ông, năm nay mới hơn 50 tuổi, sao lại bỗng dưng đã chết? Viên Khắc Mẫn liếc Trương Tư Lộ một cái rồi đáp, thưa cậu, đều do con mụ độc ác Trương Tư Lộ kia hại chết anh trai tôi. À và một ông chủ kinh doanh tên Đỗ Ngao gian díu với nhau, ghét bỏ anh trai tôi. Kết quả chưa đến một năm, anh trai vốn khỏe mạnh của tôi lại bỗng dưng đổ bệnh, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đã đi xuống suối vàng. Trương Tư Lộ tức giận nói, Viên Khắc Mẫn, ông nói nhăng nói cuội gì đó.
cái chết của anh trai ông không liên quan đến tôi, ông ta đắc tội một ông lớn nên bị người ta độc chết thôi. Viên Khắc Mẫn ngẩn ra, trúng độc. Trước giờ bà chưa từng nói thế. Trương Tư Lộ, chuyện này chỉ có anh trai cậu và tôi biết. Ngô Bình nhìn về phía Trương Tư Lộ hỏi, ai hạ độc, tại sao Viên Khắc Định lại không tìm người giải? Chẳng hạn như cậu Hoàng kia. Trương Tư Lộ thở dài một tiếng nói, đương nhiên chúng tôi có tìm chứ, nhưng tìm rất nhiều người mà cũng chẳng có ai có thể giải được. Kéo tới cuối cùng, độc phát và Khắc Định đã mất. Ngô Bình ý bảo Trương Tư Lộ ngồi xuống, hỏi, dì nhỏ Dương Thanh Ngâm của tôi là con gái Viên Khắc Định, bà có biết hồi đó tại sao ông ta lại vứt bỏ dì tôi không? Trương Tư Lộ thở dài đáp, kia không phải là vứt bỏ. Lúc ấy, Khắc Định và vợ chưa cưới của ông ấy bị người đuổi giết dọc đường, Khắc Định vì cứu vợ đã dẫn kẻ Định đi. Sau đó, ông ấy bị thương nặng bỏ trốn trở về tìm vợ mình. Nhưng mà, ông ấy chỉ tìm được xác chết của vợ và cô con gái vừa đầy tháng. Sau này, dù có cưới tôi nhưng vẫn nhớ mãi cô con gái kia, mỗi khi đến sinh nhật con bé đều tự khóa mình trong phòng không ra. Dương Thanh Ngâm nghe đến đó thì nước mắt rơi như mưa, hỏi, bố tôi vẫn yêu mẹ và tôi. Ông ấy không có vứt bỏ tôi. Ánh mắt Trương Tư Lộ toát ra vẻ phức tạp, nhìn cô ấy nói, trái tim ông ấy đã chết từ khi thất lạc mẹ con cô rồi. Trong ký ức của tôi, ông ấy luôn khách sáo, nhưng tôi có thể cảm giác được trái tim ông ấy cũng không dành cho mình. Ngô Bình, thế nên bà mới định giết dì út của tôi. Trương Tư Lộ cười khổ, giết Thanh Ngâm không phải ý của tôi. Mấy người cứ nói đi, một cô gái như con bé dù lấy được tài sản thì chẳng phải tôi vẫn có thể quản lý tập đoàn sao? Đối với tôi, 100 tỷ với 150 tỷ thì có gì khác nhau à? Ngô Bình, không phải bà thì là ai? Trương Tư Lộ, là cậu Hoàng kia, cậu ta nói cổ phần tập đoàn Chu Tước không thể thay đổi được, nếu không sẽ có rắc rối. Vì vậy, cậu ta yêu cầu tôi giết chết người thừa kế. Nhà họ Viên chúng tôi đang nằm trong tay cậu ta nên đành phải nghe theo lệnh. Ngô Bình, nếu cậu ta khống chế các người thì sao không cứu Viên Khắc Định? Trương Tư Lộ cười khổ, chúng tôi chỉ là công cụ, Khắc Định chết cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi ích của cậu ta. Ngô Bình, sao nhà họ Viên của bà lại bị cậu Hoàng kia khống chế? Trương Tư Lộ, mười mấy năm trước, cậu Hoàng kia đã cứu Khắc Định một mạng. Sau đó, Khắc Định cực kỳ kính trọng cậu ta, đối phương muốn gì cũng đồng ý. Nói thật, cũng vì cậu Hoàng kia mà nhà họ Viên mới dần trở thành đầu sỏ đứng đầu thành phố Giang Bắc rồi thành lập tập đoàn tài chính Chu Tước. Ngô Bình hỏi, cậu Hoàng kia giúp nhà họ Viên mấy bà thì gã được lợi gì? Trương Tư Lộ đáp, cậu ta đã giao cho chúng tôi đi làm rất nhiều chuyện. Vô số phương hướng phát triển của tập đoàn cũng là vì hoàn thành mệnh lệnh của cậu ta. Chẳng hạn như trước đó, chúng tôi đã bỏ mấy chục tỷ mua một cái quặng sắt. Chỉ vì trên ngọn núi kia có một chút linh thạch có thể tinh luyện ra linh khí. Lại như chúng tôi tính thành lập công ty giải trí cũng vì cậu Hoàng kia thích những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Ngô Bình cười lạnh, xem ra ban nãy tôi không nên thả gã đi. Trương Tư Lộ, thưa cậu, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Tôi bằng lòng giao tập đoàn Chu Tước ra và giúp đỡ con gái Khắc Định trở thành chủ tịch tập đoàn. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, khỏi. Sau này, tập đoàn Chu Tước vẫn sẽ do bà quản lý, nhưng một nửa cổ phần phải thuộc về dì út tôi. Với lại, chắc cậu Hoàng kia sẽ không dám đến nữa đâu. Trước đây, bà đối xử với gã thế nào thì cứ đối với tôi thế ấy. Trương Tư Lộ vừa nghe Ngô Bình không giết mình thì mừng rỡ, vội vàng nói, vâng, chúng tôi chắc chắn sẽ kính trọng cậu hơn cả cậu Hoàng kia. Ngô Bình, họ Hoàng kia chỉ là đệ tử nội môn của một tông môn hạng ba thôi, còn tôi là đệ tử chân truyền của tông môn hạng nhất. So với tôi thì gã chẳng là cái thá gì hết. Viên Khắc Mẫn, vâng vâng, chúng tôi chắc chắn sẽ nghe theo lệnh cậu. Cậu Ngô bảo chúng tôi làm cái gì thì chúng tôi sẽ làm cái đó. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi hỏi, bình thường thì Hoàng Thánh kia ở đâu? Trương Tư Lộ đáp, lúc này, chắc hẳn cậu ta đang ở đảo Phi Tiên, chúng tôi đã xây một biệt thự cho cậu ta ở đó. Trong biệt thự có hơn 100 cô gái trẻ trung xinh đẹp để cậu ta sai phái. Ngô Bình nói, tôi sẽ đi thanh toán với gã. Cậu hỏi rõ địa chỉ xong bèn trực tiếp biến mất khỏi tại chỗ.
Ngô Bình vừa đi, Viên Khắc Mẫn đã vội vàng bước tới trước mặt Dương Thanh Ngâm nói, cháu gái này. Anh trai đã mất, sau này có chuyện gì cứ nói với chú. Trương Tư Lộ nổi giận, tên Viên Khắc Mẫn kia ban nãy đã bán đứng mình, giờ lại muốn thông qua Dương Thanh Ngâm để chèn ép mình. Thế nên, bà ta vội nói, Thanh Ngâm, tuy giữa dì và cháu không có quan hệ huyết thống, nhưng theo lý dì là mẹ hai của cháu. Sau này, nếu cháu muốn thì có chuyện gì cứ nói với dì. Sự thay đổi bất ngờ ấy khiến Dương Thanh Ngâm không biết làm sao, cô ấy im lặng một lát rồi hỏi, tôi có thể vào phòng của bố xem thử không? Trương Tư Lộ vội nói, đương nhiên là được. Trong phòng đọc sách của Khắc Định vẫn còn đặt ảnh chụp, đồ chơi trước đây của cháu và hình đồ dùng của mẹ cháu đó. Dương Thanh Ngâm khẽ gật đầu, cảm ơn. Sau khi bay được một khoảng, Ngô Bình đến đảo Phi Tiên. Đảo Phi Tiên rộng hơn 20.000 km vuông, đủ để xây dựng một khu dân cư tầm trung. Hiện nay hòn đảo này hoàn toàn thuộc sở hữu của Hoàng Thánh, gã là chủ sở hữu của hòn đảo, muốn làm gì thì làm ở đây. Tâm trạng Hoàng Thánh rất tệ, lúc này gã đang ủ rũ ngồi trên ghế, có 10 người phục vụ đứng trước mặt gã, ai nấy cũng đều run sợ, sợ chọc giận Hoàng Thánh tâm trạng không tốt. Họ biết rõ một khi tâm trạng người đàn ông này không tốt sẽ trút giận lên bọn họ, hầu như cứ cách vài ngày sẽ có người giúp việc nữ bị gã đánh cho chết, đánh cho tàn tật, những người bị thương đó sẽ bị gã ném thẳng xuống sông cho cá ăn. Hừ, tông môn hạng nhất thì thế nào, Hoàng Thánh này sớm muộn gì cũng sẽ hưng thịnh. Chỉ cần vài năm nữa thôi, tao sẽ tự tay giết mày, Hoàng Thánh hung dữ nói, siết chặt tay phải tựa hồ như sắp nghiền nát thứ gì đó. Các giúp việc càng sợ, lúc này Hoàng Thành lại hỏi, trà đâu? Một người phụ trách rót trà vội vàng bưng một tách ra độ ấm vừa đủ, thận trọng đưa đến trước mặt gã. Hoàng Thánh nhận lấy tách trà nhấp một hớp, hơi nóng, đây là độ nóng gã yêu cầu ngày thường nhưng sắc mặt gã thay đổi tức giận nói, tại sao lại nóng thế này? Đồ vô dụng, đi chết đi. Gã đánh một chưởng, sắc mặt người giúp việc bưng trà đó trắng bệch, tuyệt vọng nhắm mắt lại, những người khác cũng thầm kêu thảm. Thế nhưng không hề có tiếng hét thê thảm nào như trong tưởng tượng, một thiếu niên cao lớn, tuấn tú đứng giữa cô giúp việc và Hoàng Thánh, giơ tay lên nắm chặt lấy tay Hoàng Thánh. Hoàng Thánh ngạc nhiên, sắc mặt thay đổi liên tục vài lần, sau đó nở nụ cười nịnh bợ, sao cậu lại đến đây? Ngô Bình, nơi này là tài sản của nhà họ Viên, sao tôi không thể đến? Vẻ mặt Hoàng Thánh hơi vặn vẹo, nhưng sau đó cười nói, à phải rồi. Nơi này là tài sản của nhà họ Viên, tôi đi ngay đây, cho tôi thu dọn đồ đạc một lúc. Ngô Bình, thu dọn cái gì? Một mình anh đi là được rồi. Phải rồi, anh đến từ tông môn nào thế? Hoàng Thánh vội nói, thần phù môn. Ngô Bình, thần phù môn ở đâu? Hoàng Thánh, ở Thái Ất Tiên Giới. Ngô Bình gật đầu, có thời gian, thì ra là Thái Ất Tiên Giới. Sau đó cậu sầm mặt. Lạnh lùng nói, Hoàng Thánh, anh bảo Trương Tư Lộ giết gì tôi Dương Thanh Ngâm, anh định chịu trách nhiệm chuyện này thế nào? Hoàng Thánh sợ tái mặt, run giọng nói, công tử, chuyện này quả thực là tôi không đúng, nhưng người không biết thì không có tội, tôi không biết Dương Thanh Ngâm là gì của cậu. Nếu tôi biết thì có cho tôi 100 lá gan, tôi cũng không dám làm thế. Ngô Bình cười nhạo, làm sai thì phải trả giá, cho anh hai lựa chọn, một là phế bỏ tu vi. Hai là trả một số tiền bồi thường khiến tôi hài lòng. Hoàng Thánh gần như không cần suy nghĩ đã đáp, tôi đồng ý bồi thường. Ngô Bình ừ một tiếng, đưa tiền cũng được, anh định bồi thường bao nhiêu? Hoàng Thánh biết nếu gã nói ít có lẽ sẽ chọc giận Ngô Bình, lập tức cắn răng nói, mấy năm nay tôi có chút tích lũy, sẵn sàng lấy hết ra bồi thường. Ngô Bình, toàn bộ là bao nhiêu? Hoàng Thánh nói. Khoảng 100 mấy ngàn tiền tiên và một ít đồ linh tinh. Nói rồi gã cởi một món trang sức trên thắt lưng xuống, đây là một món pháp khí chứa đồ, tất cả những gì gã có đều ở trong này. Ngô Bình nhận lấy rồi nhìn lướt qua, thấy trong đó quả thật có 100 mấy ngàn tiền tiên, cậu rất hài lòng bèn nói, được, tôi tha cho anh một mạng, giờ anh có thể cút rồi. Thân là đệ tử chân truyền của tông môn hạng nhất. Cậu không cần quan tâm đến cảm nhận của đệ tử nội môn ở tông môn hạng ba này, lập tức đuổi người đi giống như đuổi ruồi. Hoàng Thánh cực kỳ căm hận nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, vẫn cười nịnh nọt rời đi.
Gã vừa đi, Ngô Bình cảm nhận được 10 cô gái ở đây đều thở phào, thậm chí có người còn ngồi phịch xuống đất. Ngô Bình nhìn họ nói, bắt đầu từ giờ, tôi là chủ nhân ở đây, là chủ nhân của hòn đảo này. Các cô đi nói với những cô gái khác, nếu muốn ở lại thì ở lại đây giúp ta trông coi hòn đảo này. Nếu không muốn ở lại thì có thể đi bất cứ lúc nào. Hơn nữa tôi sẽ phát cho mỗi người muốn rời đi 2 triệu. Hiện trong tay cậu có giá trị mấy ngàn tỷ. Nhiều tiền như vậy, lấy ra một ít đưa cho các cô gái này cũng chẳng đáng là bao. Các cô gái giúp việc đều sửng sốt, mỗi người được 2 triệu, còn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Một cô gái mặc đồ đỏ mặt trái xoan, khoảng 16, 17 tuổi hỏi, công tử, thật không? Ngô Bình, đương nhiên là thật, cô tên gì? Cô gái áo đỏ này vội nói, công tử, tôi tên là Lục Doanh. Ngô Bình, cô Lục Doanh, cô thống kê lại giúp tôi, xem thử ai muốn đi, ai muốn ở lại. Thống kê xong, cô đưa danh sách cho tôi. Lúc này họ mới chắc chắn những gì Ngô Bình nói là thật, các cô gái đều vui mừng reo lên, chạy đi nói với người khác. Ngô Bình đi vài vòng trên đảo. Cảm thấy nơi này được xây dựng còn tốt hơn cả biệt thự Lâm Giang, có điều diện tích không lớn bằng nơi đó. Cậu đi một vòng quanh đảo quay về, Lục Doanh cũng đã lên danh sách xong, cung kính đưa cho cậu. Ngô Bình liếc nhìn, đa phần các cô gái đều mong muốn rời đi, dù sao họ không có ấn tượng tốt với cái nơi quỷ quái này, nhưng cũng có 18 cô gái đồng ý ở lại, trong đó có 9 người vừa mới gặp Ngô Bình. Ngô Bình lập tức bảo người nhà họ Viên phái một cháu thuyền đến đưa những người muốn đi đó về, hơn nữa còn phân phát cho mỗi người 2 triệu tệ. Sau khi đưa tiễn những người này đi, Ngô Bình ở lại trên đảo, trở thành chủ nhân của hòn đảo nhỏ này. Buổi chiều, Dương Thanh Ngâm đến tìm cậu. Người nhà họ Viên đối xử với gì thế nào? Dương Thanh Ngâm, họ không dám đối xử không tốt với gì, dù sao họ cũng rất sợ cháu. Ngô Bình nói, vậy thì tốt, gì à, dù sao gì cũng không sao, sau này để Trương Tư Lộ giúp gì quản lý tập đoàn Chu Tước đi. Dương Thanh Ngâm vội xua tay, gì không làm được đâu, tập đoàn Chu Tước có tài sản lên đến mấy trăm nghìn tỷ, gì sợ không quản lý nổi. Ngô Bình cười nói, sợ gì chứ, chẳng phải còn có Trương Tư Lộ và Viên Khắc Mẫn đó sao? Gì có gì không hiểu cứ hỏi họ là được. Dương Thanh Ngâm ngẫm nghĩ. Sau đó nói, Tiểu Bình, dì bảo họ chuyển một phần y một cổ phần cho cháu. Ngô Bình biết Dương Thanh Ngâm là vì muốn tốt cho cậu, muốn cho cậu thứ gì đó. Cậu cười nói, tiền bạc không có ý nghĩa gì nhiều với cháu. Tất nhiên, nếu cháu cần gì giúp thì cháu nhất định sẽ nói. Thấy Ngô Bình không cần, Dương Thanh Ngâm cũng không cương quyết, cô ấy nói, Tiểu Bình, bất cứ lúc nào dì cũng đều ủng hộ cháu làm bất cứ việc gì. Ngô Bình nói, vẫn là dì thương cháu nhất. Hai người nói chuyện một hồi, Ngô Bình bảo Dương Thanh Ngâm cứ thích nghi với nơi này trước, buổi chiều cậu quay về Trung Châu. Vừa về đến Trung Châu, Ngô Bình mượn sách lớp 12 về, chuẩn bị ôn tập để thi tốt nghiệp cấp 3. Sau khi tu hành, trí thông minh của Ngô Bình hơn hẳn người thường, đọc một lần là có thể nhớ được mọi thứ, khả năng tư duy logic cũng cực kỳ tốt. Thế là chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Ngô Bình đã học được hết tất cả các môn. Lúc này, còn 3 ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 nhưng đã đăng ký thi từ trước, mà cậu cũng chưa đăng ký. Thế nhưng những chuyện vặt vãnh này cũng không hề khó với cậu, cậu bảo Nghiêm Lãnh Thạch đi giải quyết. Một ngày trước kỳ thi, cậu đã có thể tra được thông tin đăng ký thi của mình trên trang web chính thức, điều đó có nghĩa là cậu đã đăng ký thành công. Ngày mốt. Cậu và tất cả học sinh lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp vào mùa hè này. Ngay cả chuyện cậu thi vào đại học chủ nhiệm lớp cũng không biết vì cậu đã từng nói mình định để năm sau thi, mãi đến trước ngày thi một ngày, Ngô Bình mới báo cho ông ấy. Cái gì, em muốn thi vào đại học vào năm nay, chủ nhiệm hết sức bất ngờ, có chắc ăn chưa? Thành tích của Ngô Bình vô cùng tốt, đã hoàn thành toàn bộ chương trình học, lại là người đứng đầu toàn thành phố. Nhưng dù sao ban đầu cũng định là để năm sau mới thi. Bình thường thì kế tiếp học sinh cấp 3 sẽ làm các đề thi thử và tổng kết, không ngừng nâng cao thành tích rồi dốc hết sức thi đại học vào năm sau. Nếu như không có một năm ôn luyện thì chẳng ai dám nói sẽ thi được thành tích tốt. Ngô Bình nói, thưa thầy, em chắc chắn rồi ạ.
thầy giáo nói, vậy, em chuẩn bị thi vào trường nào? Trong tiềm thức của ông ta, thành tích như Ngô Bình đương nhiên sẽ đăng ký vào mấy trường top đầu. Ngô Bình đáp, thưa thầy, em chuẩn bị đăng ký vào Đại học Thần Kinh. Thầy chủ nhiệm cũng không bất ngờ, gật đầu nói, với thành tích của em, thi vào Đại học Thần Kinh cũng không phải vấn đề gì lớn. Có điều, nếu có thể chờ thêm một năm thì chắc chắn có thể chắc ăn 100%. Ngô Bình cười nói, thầy cứ yên tâm, năm nay không được thì chẳng phải vẫn còn sang năm à. Thầy chủ nhiệm nghĩ lại cũng đúng bèn nói, vậy được rồi, thầy chúc em thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, nếu Ngô Bình có thể thi đậu Đại học Thần Kinh thì cũng là niềm vinh dự của Trung Châu. Ngày mai sẽ thi đại học, trường học đã nghỉ hết, những nhân viên có liên quan được sắp xếp trong trường thi. Ngô Bình đi đến thư viện trường chuẩn bị ôn lại, củng cố tri thức. Dù sao, Đại học Thần Kinh cũng không dễ thi đậu, dù cậu có thi đậu cũng phải đạt được thành tích tốt một chút. Trong thư viện cũng không có nhiều người lắm, dù sao mai cũng thi, đa số đều về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh đón trận chiến ác liệt vào ngày mai. Ngô Bình tìm một chỗ yên lặng bắt đầu lật sách xem đề. Giờ thứ cậu đang xem là chương trình liên quan đến đại học, nó giúp tầm nhìn cậu được xa hơn. Cách bàn có một cô gái đang ngồi, sắc mặt không được tốt lắm, hơi hơi vàng, cơ thể cũng gầy yếu, vừa thấy đã biết bị bệnh. Cứ cách vài phút cô ấy lại khó khăn nhịn cơn ho xuống, nhưng nó quá khó, khó tránh khỏi sẽ phát ra từng tiếng khụ nặng nề. Hiển nhiên là cô ấy không muốn tiếng ho của mình ảnh hưởng đến người khác. Cô gái có dáng dấp vô cùng xinh đẹp, chỉ là bệnh tật khiến cô ấy trông rất tiều tụy, chẳng có chút sức sống của tuổi trẻ. Tiếng ho liên tục đã thu hút ánh mắt của Ngô Bình, cậu không khỏi nhìn về phía cô gái. Cô ấy chắc hẳn là học cấp 3 vì cũng đang luyện đề. Nữ sinh đó có vẻ ngoài rất xinh, chỉ là sắc mặt vàng như nến và không biết trang điểm nên đã che mất đi khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Ngô Bình thấy cô ấy thì cũng có chút ấn tượng, hoàn cảnh gia đình của cô gái đó cũng không tốt, nhưng học tập lại cực kỳ chăm chỉ, là học sinh nằm trong top 10 của khối, trên bảng vinh quang còn có ảnh của cô ấy. Ngô Bình cũng ít nhiều có nghe nói về cô nữ sinh đã gặp, cô ấy tên Tô Thanh Quả, mới có mấy tuổi đã mất bố, một mình mẹ cô ấy nuôi nâng hai cô con gái. Nhưng ông trời cũng không công bằng với cô ấy, năm 10 tuổi Tô Thanh Quả đã mắc phải căn bệnh kỳ lạ. Cơ thể gầy yếu, tóc ố vàng, mặt mày mang vẻ bệnh tật, thể lực cũng yếu ớt hơn người bình thường rất nhiều. Cô ấy không thể mệt, không thể vận động, mỗi bữa chỉ có thể ăn một ít cơm, không thì sẽ nôn mửa, cả người phù thũng khó chịu. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên cũng không có tiền chạy chữa, chỉ có thể yên lặng chịu đựng ốm đau. Song dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng học hành, thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước. Ngô Bình nhìn thấy Tô Thanh Quả thì lập tức phát hiện vấn đề trên người cô ấy, vì vậy bèn đi tới. Bình thường Tô Thanh Quả rất ít nói chuyện, bạn bè cũng chẳng mấy ai, cô ấy càng thích một mình một cõi. Ngô Bình ngồi xuống, cô ấy lại có chút không được tự nhiên, rũ đầu xuống đọc sách theo bản năng. Ngô Bình cười hỏi, Tô Thanh Quả, cậu biết tôi không? Tô Thanh Quả ngó cậu một cái, gương mặt hơi ửng hồng rồi khẽ gật đầu. Cậu là ngôi sao trong trường, đương nhiên là tôi biết cậu rồi. Ngô Bình, ban nãy tôi nghe thấy cậu ho, cơ thể cậu có chút vấn đề nhỉ. Nếu cậu bằng lòng, tôi có thể khám và chữa bệnh cho cậu. Tô Thanh Quả nghe mà sửng sốt, cô ấy thật sự không ngờ Ngô Bình thế mà còn là một thầy thuốc. Tô Thanh Quả khó hiểu hỏi, cậu biết khám bệnh. Ngô Bình cười đáp, biết một chút. Có lẽ bởi vì Ngô Bình có thành tích tốt nhất trong trường. Còn chơi bóng rổ giỏi nên Tô Thanh Quả bất giác có một niềm tin tưởng và sùng bái với cậu. Cô ấy khẽ gật đầu đáp, vậy cảm ơn cậu. Ngô Bình bảo cô ấy vươn tay phải ra, cậu đè lên mạch đập của Tô Thanh Quả. Mấy giây sau, cậu lộ ra vẻ khó hiểu nói, lạ ghê. Rõ ràng cậu đã thế, nhưng mạch đập lại biểu hiện cậu chẳng những không bệnh, còn vô cùng khỏe mạnh, đúng là lạ thật. Tô Thanh Quả cũng sửng sốt, vậy rốt cuộc tôi có bị bệnh hay không? Ngô Bình vắt óc suy nghĩ, bấy giờ trong đầu chợt xuất hiện một vài thông tin, sắc mặt cậu chợt thay đổi, lẩm bẩm, thì ra là vậy. Tô Thanh Quả hỏi, cậu nghĩ ra rồi à? Ngô Bình nhìn cô ấy với vẻ hết sức phức tạp, đáp tôi có một suy đoán, nhưng không biết có đúng hay không.
Tô Thanh Quả, cậu cứ nói đi, không sao đâu. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, trên thế giới này có một loại người, thể chất của người đó vô cùng hoàn mỹ. Nhưng mà, đến chăng còn có khi khuyết, thế giới cũng không hoàn hảo. Vì vậy, khi sinh mệnh hoàn mỹ ấy tiến vào một thế giới không hoàn mỹ sẽ bị ô nhiễm dẫn đến cơ thể sinh ra đủ loại bệnh tật. Nếu cứ mặc kệ, có lẽ cậu sẽ không sống quá 20 tuổi. Vẻ mặt Tô Thanh Quả tràn ngập vẻ buồn bã nói, tuy không hiểu lắm, nhưng tôi đã biết được kết quả, cảm ơn cậu đã nói cho tôi mọi thứ. Ngô Bình, trước cứ từ từ đã, tôi còn chưa nói xong. Tôi có thể giúp cậu vượt qua kiếp này. Tô Thanh Quả vui vẻ hỏi, cậu có thể trị hết cho tôi hả? Ngô Bình gật đầu, thực ra nó rất đơn giản, tôi chỉ cần khiến cậu trở nên không hoàn mỹ thì cậu sẽ không bị môi trường ô nhiễm nữa. Nhưng nếu vậy, sắp tới cơ thể cậu sẽ xảy ra một ít thay đổi. Tô Thanh Quả chớp chớp đôi mắt xinh đẹp hỏi, thay đổi gì? Ngô Bình đáp, chẳng hạn như cơ thể cậu vốn hoàn mỹ, tôi sẽ khiến nó trở nên không hoàn mỹ, ví dụ như làm ngực cậu lớn hơn chút. Tô Thanh Quả lại đỏ mặt, nhỏ giọng nói, đây cũng không phải chuyện xấu. Ngô Bình nói, chẳng hạn như, kinh mạch linh khiếu của cậu rất hoàn mỹ, tôi sẽ di chuyển vài kinh mạch, thay đổi một ít linh khiếu khiến tư chất của cậu yếu đi. Tô Thanh Quả nhìn Ngô Bình nói, không sao, tôi không cần mấy thứ đó. Ngô Bình cười nói, được rồi, vậy chúng ta học trước, chưa tan học, tôi sẽ trị cho cậu. Tô Thanh Quả gật đầu, được. Học đến trưa, lúc ăn cơm, Ngô Bình đưa Tô Thanh Quả đến một khách sạn đối diện trường. Cậu thuê một phòng, chuẩn bị trị liệu cho Tô Thanh Quả. Tô Thanh Quả lớn như vậy vẫn là lần đầu ở chung một phòng với con trai nên vô cùng căng thẳng, gương mặt cũng càng ngày càng đỏ. Ngô Bình nói, Tô Thanh Quả, cậu đừng sợ, cứ làm theo lời tôi, giờ nằm lên giường, thả lỏng cả người ra. Tô Thanh Quả khẽ gật đầu rồi nằm xuống, tay Ngô Bình bỗng đặt lên ngực cô ấy. Tô Thanh Quả cứng đờ, hô hấp chợt dồn dập hơn, run rẩy hỏi, Ngô Bình, cậu đang làm gì vậy? Ngô Bình nói, xin lỗi, để có được hiệu quả nhanh hơn, tôi chỉ có thể làm như thế. Sau đó, Tô Thanh Quả liền cảm thấy có một luồng sức mạnh ấm áp truyền vào trong cơ thể của cô ấy bắt đầu thay đổi với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Một lúc lâu sau, Tô Thanh Quả cảm thấy ngực của mình trở nên to hơn, trước đó, sai ngực của cô ấy là C, nhưng giờ đã lớn đến D, lớn hơn một vòng. Ngoài ra, cô ấy còn cảm thấy có một luồng sức mạnh đang chạy khắp người mình. Sau cùng, mắt tối sầm, cô ấy ngất xỉu. Đến khi Tô Thanh Quả tỉnh lại thì trời đã tối, cô ấy ngồi bật dậy và nhìn thấy Ngô Bình đang ngồi đọc sách ở gần đó. Ngô Bình thấy cô ấy đã tỉnh lại thì cười, hỏi Tô Thanh Quả, cảm giác thế nào? Cảm giác đầu tiên của Tô Thanh Quả là đói bụng, cô ấy đứng dậy soi gương thì phát hiện tóc mình đã trở nên đen mượt, mặt mày cũng không vàng vọt nữa mà trở nên trắng hồng. Cơ thể cô ấy cũng không còn khó chịu nữa, không ho, không tức ngực, không buồn nôn, tóm lại là cô ấy cảm thấy rất khỏe. Cô ấy vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, thế là cô ấy bước đến trước mặt Ngô Bình, cung kính hành lễ cảm ơn. Ngô Bình cười, nói ầy, đều là bạn học cả, đừng khách sáo, chắc cậu đói rồi nhỉ. Đi, tôi mời cậu ăn cơm. Hai người họ đến nhà hàng, Ngô Bình gọi 4 món và 1 món canh, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày mai phải thi đại học rồi, chúc cậu thi đỗ đại học thần kinh. Sau khi Tô Thanh Quả biết ngày mai Ngô Bình phải thi đại học thì đã chúc mừng trước. Ngô Bình, tôi thấy cậu ở thư viện và cũng xem đề tham khảo, chỉ bằng cùng tham gia đi. Tô Thanh Quả cười, nói tôi không đăng ký, không thể tham dự đợt này được. Ngô Bình, tôi có thể đăng ký giúp cậu. Tô Thanh Quả ngây ra, thật sao? Ngô Bình, đương nhiên rồi. Tô Thanh Quả suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng, nói, vậy được, tôi cũng tham gia thi. Thế là Ngô Bình gọi một cuộc điện thoại, nửa tiếng sau, Tô Thanh Quả đăng nhập vào hệ thống thì thấy mình đã được đăng ký thành công. Ngô Bình nói, bây giờ cậu không còn bị môi trường ảnh hưởng nữa, trí lực tốt hơn trước gấp nhiều lần. Việc thi đại học nhất định không thành vấn đề. Về nhà tập trung ôn luyện, mai gặp lại nhé. Ngô Bình đưa Tô Thanh Quả về nhà xong thì về nhà gặp bố mẹ. Mọi người trong nhà đã biết cậu muốn thi đại học,
ai cũng rất có lòng tin với cậu. Ngô Bình vừa về đến nhà thì thấy trên bàn bày rất nhiều thức ăn, Hàn Băng Nghiên đang ngồi nói cười cười với Dương Quế Chi. Dương Quế Chi thấy cậu về thì cười, nói Tiểu Bình, sao về trễ thế? Băng Nghiên đợi con cả buổi trời rồi. Ngô Bình nói, có chút chuyện, mọi người đã ăn chưa ạ? Dương Quế Chi, mọi người đang đợi con về. Thật ra Ngô Bình đã ăn rồi nhưng cậu vẫn ngồi vào bàn, tùy tiện ăn thêm chút nữa. Hàn Băng Nghiên, anh Bình, ngày mai phải thi rồi, nhất định anh sẽ đậu. Ngô Bình, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng Hàn Băng Nghiên lại hơi buồn, cô ấy thở dài, nói, anh Bình, sau khi khai giảng anh sẽ phải đến Đại học Thần Kinh, còn em thì không biết thế nào. Ngô Bình an ủi, không sao, có thời gian anh sẽ thăm em. Em có thời gian cũng có thể đến Thần Kinh tìm anh. Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, nghe nói ở Thần Kinh, ai cũng là nhân vật lớn lợi hại, anh đến đó nhất định đừng có tùy tiện đắc tội với người ta đó. Thần Kinh nằm dưới chân Thiên Tử, người có thể đứng được ở đó nếu không phải là người có bản lĩnh thì cũng là người có chỗ dựa, đúng là không nên chọc đến. Ngô Bình nói, anh không gây chuyện nhưng cũng không ngại chuyện. Băng Nghiên, em đừng lo lắng. Ngô Đại Hưng nói, Tiểu Bình, giờ bố không thể qua công ty taxi được, con nói bạn con cho người kinh doanh bên đó, sổ sách các thứ không có vấn đề gì đấy chứ. Ngô Bình nói, không vấn đề gì hết, bố, có chuyện gì phải không? Ngô Đại Hưng cười, nói, bố muốn rút ra một số tiền. Ngô Bình đã cho Ngô Đại Hưng rất nhiều tiền tiêu vặt, nên khi nghe ông ấy nói cần chi tiền thì tò mò, hỏi, bố cần tiền sao? Ngô Đại Hưng gãi đầu, nói Tiểu Bình, con có còn nhớ bố nuôi con không? Ngô Bình nghe đến hai chữ bố nuôi thì một khuôn mặt hiền từ liền hiện lên trong đầu. Lúc cậu còn nhỏ, Ngô Đại Hưng có một người bạn rất thân, tên Âu Dương Chí Viễn, hai người họ từng đi lính chung, là tình bạn vào sinh ra tử. Lúc đó Âu Dương Chí Viễn thường dẫn Ngô Bình đi chơi, cũng thường mua đồ ăn ngon và đồ chơi cho cậu. Sau đó có một ngày, Âu Dương Chí Viễn đột nhiên nói phải đi trốn, Ngô Đại Hưng hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ấy chỉ lắc đầu không nói. Trước khi đi ông ấy còn để lại cho Ngô Đại Hưng một số tiền, Ngô Đại Hưng đã dùng số tiền đó mua một chiếc xe taxi. Ngô Bình rất vui, cười nói, bố nuôi về rồi sao? Ngô Đại Hưng gật đầu, sau bao năm xa cách, Âu Dương Chí Viễn đột nhiên trở về, sáng hôm nay ông ấy gọi điện cho Ngô Đại Hưng. Nói rằng tối nay sẽ qua hàn huyên với bạn cũ. Tiểu Bình, năm xưa bố nuôi rất tốt với chúng ta, bố nghĩ giờ ông ấy về, chúng ta nên cho ông ấy một số tiền. Ngô Bình biết tình cảm của hai người họ nên cười, nói, được chứ, bố cứ tự quyết định. Ngô Đại Hưng, bố đang nghĩ nếu đưa nhiều quá nhất định ông ấy sẽ không lấy, nhưng đưa ít quá thì chẳng giúp được gì. Bố nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định đưa cho bố nuôi con 100 ngàn. Ông ấy có số tiền này thì có thể làm ăn, cũng có thể dưỡng già. Ngô Bình gật đầu, ok, bố cứ tùy ý dùng tiền trong thẻ của con. Ngô Đại Hưng nhìn đồng hồ rồi nói, lúc nãy bố nuôi con nói còn 15 phút nữa tới, chắc giờ đã sắp tới rồi. Ông ấy vừa dứt lời thì chuông cửa reo lên, Ngô Đại Hưng vội ra mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì thấy có một người đàn ông tầm 50 tuổi, đang đứng đó. Theo sau là một người phụ nữ tầm 40 tuổi cùng một cô gái 17, 18 tuổi. Người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, chiếc túi mang theo trên người có giá đến mấy trăm ngàn, đồng hồ cũng thuộc loại mấy triệu. Cô gái cũng đeo đầy trang sức hàng hiệu, có thể thấy điều kiện gia đình họ rất khá giả. Anh ba, Ngô Đại Hưng nhìn thấy người đàn ông thì xúc động tiến đến ôm chầm lấy. Người đàn ông đấy là Âu Dương Chí Viễn, ông ấy cười ha ha. Vui vẻ ôm Ngô Đại Hưng, hai bên vỗ mạnh lên lưng đối phương. Sau đó, Ngô Đại Hưng vội mời họ vào nhà. Ngôi nhà này là do Ngô Bình mua trước đây, mặc dù thiết kế không tồi nhưng vẫn kém xa nơi ở của những người giàu có. Sau khi vào trong, người phụ nữ trao nhẹ mày, có vẻ chê bai. Anh ba, mau ngồi đi. Âu Dương Chí Viễn chào Dương Quế Chi, cười, nói, em dâu, lâu quá không gặp. Em trông vẫn vậy à? Sau đó, ông ấy nhìn sang Ngô Bình, ngập ngừng hỏi, đây là Tiểu Bình đúng không? Ngô Bình cười ha ha,
nhảy lên ôm chầm lấy Âu Dương Chí Viễn, bố nuôi. Hành động đó của cậu giống hệt như lúc còn nhỏ, chỉ khác ở chỗ giờ Âu Dương Chí Viễn đã không bế nổi cậu nữa rồi. Âu Dương Chí Viễn vội nói, ái chà, Tiểu Bình, bố nuôi không bế nổi con nữa rồi, mau xuống đi. Ngô Bình trêu, nói, bố nuôi, bố mất tích bao năm, con nhớ bố chết đi được. Âu Dương Chí Viễn rất vui, nhìn tới nhìn lui Ngô Bình rồi nói, con trai bố càng lớn càng điển trai, ha ha, chắc giờ đã học cấp 3 rồi nhỉ. Ngô Đại Hưng, anh ba, Tiểu Bình đang học lớp 12, ngày mai sẽ tham gia thi đại học. Âu Dương Chí Viễn hơi bất ngờ, xem ra thành tích của Tiểu Bình không tồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 183.